Mục thần ký tập 581 đến 584. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trước mắt thì ta chưa thử, không biết nếu so sánh toàn bộ thực lực của bản thân với thẩm chỉ của hệ thống tu luyện truyền thống thì rốt cuộc là đã đến bước nào rồi. Tần Mục suy nghĩ nói, có điều cường giả của cảnh giới lăng tiêu đều muốn giết ta thì căn bản không thể nào làm được. Nếu như cường giả của cảnh giới đế tọa đều muốn giết ta, ta có thể bảo đảm chắc chắn rằng bản thân sẽ không chết. Ánh mắt của hư sinh hoa dừng lại trên khuôn mặt hắn, dường như muốn nhìn ra thật giả từ trong biểu cảm của hắn tần mục mỉm cười chân thành khiến cho hư sinh hoa cảm thấy hắn rất gợi đòn hư sinh hoa tức giận không nhịn được muốn đánh hắn một cái nói bây giờ xem ra ta chính là thư rồi nụ cười trên mặt tần mục càng sâu hơn hư sinh hoa siết chặt nắm đấm rồi từ từ thả ra suy ngẫm nói e rằng chỉ có lam ngự điền mới có thể có cảnh giới ngang hàng để đấu với ngươi nhưng mà không biết ai mạnh ai yếu đây khả năng là lam ngự điền sẽ mạnh hơn một chút phương pháp của ngươi với phương pháp của hắn trái ngược nhau nhưng mà thiên phú của hắn lại cao hơn đợi đến khi hắn suy diễn ra tổ đình, vạn đạo nhất thể, đến khi đó thì ngươi không phải là đối thủ của hắn, bởi lẽ cảm ngộ của hắn đã sâu hơn rồi, nụ cười trên mặt tần mục cứng đờ, hư sinh hoa tiếp tục nói, chỉ có điều, nếu nói năng lực ứng biến và kinh nghiệm chiến đấu hắn lại kém sang ngươi, hồn phách của hắn thiếu mất một phần, hơi ngô nghê đần độn, nụ cười cứng đờ trên mặt tần mục lại nở rộ lên, hư sinh hoa liếc nhìn nụ cười trên mặt hắn, tiếp tục nói, nhưng đợi đến khi hắn tìm được tàn hồn, khôi phục được hoàn chỉnh, ngươi lại không phải đối thủ của hắn khi đó hắn là ngự thiên tôn hoàn chỉnh một ngự thiên tôn có thể thống trị con đường tu luyện trăm vạn năm dựa vào trí tuệ chỉ sợ mà con đường tu luyện của ngươi sẽ bị người đời quên lãng bởi vì người khác hoàn toàn không học được nụ cười trên mặt tần mục lại cứng ngắc một lần nữa hư sinh hoa lộ ra nụ cười nhẹ giọng nói ta đã từng xem hoạn nhân kinh của long kỳ lân dùng dao mổ trâu cắt tiết gà quả nhiên rất hữu dụng mục giáo chủ sắc mặt của ngươi còn đặc sắc hơn thần thông của ngươi nữa hắn cười lên ha hả tiếng cười thẳng thắn truyền khắp thượng thương thần tông Tần Mục hơi xấu hổ, sau đó cũng cười lên ha ha, giọng cười của hai người tràn ngập vui vẻ, "Lam Ngự Điền đi đâu rồi?" Tần Mục hỏi, lần trước hắn tới Diên Khang đón đám người câm người mù tới Tổ Đình cũng không thấy Lam Ngự Điền đâu, lần trước nữa tới Rèn Kiếm gãy cũng không gặp được Lam Ngự Điền, vì thế mà trong lòng rất buồn bực, giờ đây Lam Ngự Điền có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đương nhiên cũng có khả năng là đã lạc đường, không biết là ném bản thân mình đến nơi nào rồi, Hư Sinh Hoa nói, "Lần trước lúc ta gặp hắn là trong lúc hắn đang lạc đường." vừa hay đi ngang qua thượng thương học cung của ta, bởi vậy mới có cơ hội ngồi xuống đàm luận cùng hắn. Lợi ích thu hoạch được không phải là ít, lúc ấy hắn nói, quẻ ra ra với U Thiên Tôn đã không thể dạy bảo được hắn nữa rồi, hắn muốn thử đi con đường của riêng mình, đến phá phi hương điện, tần mục sóng vai đi cùng hắn, hư sinh hoa nói, chư thiên nào cũng đều đã bị hắn làm loạn lên một phen, người lại hơi lóng ngóng, lạc đường cũng là chuyện nhỏ, nhưng còn có người đang đổi giật hắn nữa chẳng qua lần trước lúc ta nhìn thấy hắn thì phát hiện ra u thiên tôn đang ở trong bóng tối bảo vệ hắn chắc là không có trở ngại gì lớn đâu tần mục thở phào nhẹ nhõm người quan tâm lam ngự điền nhất vẫn là u thiên tôn có hắn ở đây chắc chắn sẽ không xuất hiện rắc rối gì đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là lam ngự điền đừng có chọc vào rắc rối lớn nào hắn hơi đau đầu bây giờ hồn phách lam ngự điền không hoàn chỉnh làm việc khá cứng đầu cứng cổ chẳng chịu suy tính trước sau gì cả không thể khiến người khác bớt lo được cho dù hắn hồ đồ động chạm đến thiên đình thì ta cũng không cảm thấy có gì bất ngờ hư sinh hoa nói con đường của hắn với con đường của ngươi tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng khác biệt với người ở chỗ người dốc sức nơi hồng trần thế tục còn trong lòng hắn không có bất cứ suy nghĩ nào khác cứ như đi theo đạo tâm của mình quay lại trên thế gian đi tìm hiểu bí ẩn của đại đạo cảnh giới của ngươi ta còn có thể hiểu nhưng mà cảnh giới của hắn ta đã không còn hiểu gì nữa rồi trong lòng hắn hơi mất mát cho dù là có thể hiểu được cảnh giới của tần mục thì hắn cũng không thể mô phỏng theo tần mục đã dấn thân vào một con đường không giống người bình thường cũng không có ai có thể đi cùng con đường mà hắn đã đi con đường của lam ngự điền đại diện cho con đường mà người tu luyện muốn đi ở tương lai hàng vạn năm thậm chí là hàng chục hàng trăm vạn năm đương nhiên con đường này cũng cao siêu quá ít người hiểu nhưng suy cho cùng thì vẫn có người đồng hành mà con đường của hư sinh hoa giống như là sự tổng kết và phát huy của con đường tu luyện trăm vạn năm nay từ long hán cho đến nay hắn tiếp thu cái cũ và mở ra con đường mới, thành tựu ở tương lai cũng rất phi phàm. Tần Mục ở lại thượng thương thần tông giao lưu trao đổi với hắn, trao đổi với hư sinh hoa là một việc vô cùng sảng khoái. Hiện nay hai người bọn họ đều là thiên tài hiếm có, được tỉnh kín đáo, cách nhìn phi phàm. Trong bọn họ, một người tính cách rộng mở, tư duy khác biệt, một người tính cách trầm ổn, lối suy nghĩ kín đáo, vừa hay hình thành thế bổ sung lẫn nhau. Khoảng thời gian này Tần Mục ở cùng một chỗ với hư sinh hoa, thậm chí hư sinh hoa còn không để ý tới cả vợ con kinh yến với hư mộng tình tìm đến đều bị hắn đuổi trở về thậm chí kinh yến còn nghi ngờ nếu đặt vợ con ở một bên đặt tần mục ở một bên bắt hư sinh hoa phải chọn một trong hai chỉ sợ hư sinh hoa sẽ không chút do dự chọn tần mục mà vứt bỏ mẹ con nàng trong lòng nàng có chút ấm ức có đạo hữu còn cần vợ con làm gì trong khoảng thời gian ngắn tần mục và hư sinh hoa đã khai phá ra rất nhiều thần thông mới nghiên cứu ra rất nhiều đạo pháp mới bọn họ gặp gỡ lẫn nhau tài tình của cả hai đều được phát huy hơn nữa còn lĩnh hội nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với việc một người tự mình nghiên cứu. Khoảng thời gian này, hư sinh hoa còn nhập đạo một phen để thần thông của hắn nhập đạo thêm một bước. Tần mục hâm mộ mãi không thôi. Tần mục học được đại thần thông đạo vực từ chỗ hư sinh hoa, lý giải thần thông càng sâu hơn, thậm chí đến cả thần thông đạo pháp của tiên thiền ngũ thái cũng có chút xu thế suy luận. Có điều thứ hư sinh hoa học được từ hắn còn nhiều hơn. Mặc dù hư sinh hoa tài trí vô song, phong thái tài hoa có một không hai, nhưng so sánh với tần mục, hắn không hề thích mạo hiểm tần mục cho rằng nguy hiểm cũng là cơ hội xem ra hắn đã có rất nhiều cơ hội nhưng mỗi một cơ hội đều dùng tính mạng của bản thân để đạt được từ trong hoàn cảnh nguy hiểm hắn dùng tính mạng liều mình chiến đấu hư sinh hoa ở lại tây thổ giúp thê tử dạy dỗ con gái đương nhiên là không so sánh được với hắn lần này tần mục đến tây thổ trao đổi với hắn thứ đúc kết được được vô cùng phong phú bởi vậy bước vào cảnh giới ngộ đạo cũng là lẽ đương nhiên tần mục tự mình diễn hóa ra năm mạch khoáng lớn tính nói năm cảnh giới thái cực thái tố thái thủy thái sơ và thái dịch từ trước đến nay cho hư sinh hoa, ta cảm thấy cảnh giới thiên đình cũng không phải là cực đỉnh, vẫn còn có cảnh giới bên trên cảnh giới thiên đình, hẳn là tiên thiên ngũ thái, ngũ đại thái cảnh, quả thật hệ thống tu luyện hiện nay cần phải thay đổi, hư sinh hoa bị hắn lay động, có chút hưng phấn, đi qua đi lại, suy tư nói, hệ thống tu luyện hiện nay không hề bao quát những thứ này, xem ra biến pháp xuyên khang vẫn còn có triển vọng lắm. Tần Mục dẫn dắt từng bước nói, tù đình ở ngay nơi này, trước mắt ta cũng có một phần lãnh địa, nếu như ngươi ở tây Thổ buồn chán tẻ nhạt thì có thể tới xem một chút hư sinh hoa cũng hơi rung động chẳng qua vợ con hắn đều ở tây thổ thượng thương thần tông của hắn cũng ở đây nếu bảo hắn rời khỏi nhà thì quả thật có chút không nỡ gia đình đã kìm kẹp hắn lại tần mục tiếp tục dụ dỗ ở đó có mạch khoáng thái sơ mạch khoáng thái cử mạch khoáng thái tố mạch khoáng thái thủy còn có cả mạch khoáng hỗn độn đương nhiên mạch khoáng hỗn độn đã bị ta không cẩn thận hủy diệt mất rồi nhưng khi hỗn độn ở đó đã hóa thành một vùng biển hỗn độn cực kỳ mê hoặc, con người ta cực kỳ lóng ngóng, chắc chắn không thông minh bằng ngươi, thứ ta có thể lĩnh hội được thì chắc chắn ngươi cũng có thể lĩnh hội được, thậm chí còn có thể lĩnh hội nhiều hơn, hư sinh hoa lại càng rung động hơn, tần mục cũng không thuyết phục nữa, nói, nếu như ngươi muốn đến đó thì hãy tới Diên Khang, ta và hoàng đế đã để lại một câu cầu linh năng đối thiên có thể đi thẳng tới bên ngoài tổ đình, ta để lại phong ấn của bản thân ở chỗ vết nứt của tổ đình, chắc hẳn là không làm khó được ngươi, hắn đứng dậy rời đi, hư sinh hoa còn tha thiết đưa tiễn. Tần mục sách đèn lồng đi xa, bỗng quay đầu lại thì chỉ thấy hư sinh hoa vẫn còn đứng ở trước sân môn của thượng thương thần tông, xa xa đưa mắt nhìn theo. Tần mục ngơ ngác, nhớ lại những ngày cùng hư sinh hoa lĩnh hội thần thông đạo Pháp, nhớ tới đại thần thông đạo vực của hư sinh hoa, muôn vàn thần thông cảm ngộ được xếp chồng lên nhau, dường như có một cánh cửa mở ra ở trong đầu hắn, không khỏi rơi vào trong trạng thái ngộ đạo. Trời sớm mai sương mù dày đặc, tần mục đứng ở trong sương mù, từ xa nhìn lại, sương mù mịt mờ, người cũng lờ mờ không rõ. Kinh Yến thấy Hư Sinh Hoa vẫn đứng trước sân môn thì bèn đi lên phía trước dịu dàng nói Phu quân, tần giáo chủ đã đi rồi, ngươi không tiện hắn ư Hư Sinh Hoa nhìn tần mục ở trong sương mù, lắc đầu Ta với hắn là bạn tốt cùng chung đạo tâm, không cần coi trọng quá nhiều lễ nghi Nhiều lễ nghi quá thì trái lại còn trông có vẻ khách khí Kinh Yến lặng lẽ bữu môi, nhìn xa xa vào trong sương mù Tần mục đang đứng trong sương mù rơi vào đạo cảnh kỳ diệu Tần mục đứng liền một mạch sáu bảy ngày, hắn đứng ở nơi đó Hư sinh hoa cũng đứng trước sân môn, vẫn chưa hề rời đi, kinh yến đến xem hắn mấy lần, không khỏi âm thầm lắc đầu, tình bạn nam nhân lạ kỳ thật đấy. Cuối cùng thì tần mục cũng tỉnh táo lại từ trong cảnh giới ngộ đạo, hô vang một tiếng, thái cực mở ảo, thúy vi đồng hành, rồng tố ấp đến, quỷ thần dục dịch, hư đạo hữu, ta đi đây, hư sinh hoa ở dưới sân môn chắp tay không người đưa tiễn, đợi đến lúc hư sinh hoa đứng dậy, hắn đã biến mất không chút tung tích rồi, hư sinh hoa quay về thượng thương thần tông vẻ mặt hắn do dự trần trừ. Kinh Yến thấy như vậy thì trong lòng biết rõ, hỏi, phu quân muốn rời Tây Thổ, hư sinh hoa gật đầu. Lần này tần giáo chủ đến bày ra trước mắt ta những thành quả tu luyện của hắn những năm gần đây, còn nói đến tổ đình, nhắc đến thái hư, khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú. Kinh Yên cười nói, phu quân xưa nay vẫn luôn đi theo tâm cảnh của mình, trước đây tâm tư của ngươi rừng rưng, cho nên mới có thể ở lại Tây Thổ nhiều năm như vậy. Bây giờ ngươi đã rung động rồi, vì sao không đi theo tiếng lòng của mình? hư sinh hoa trần trừ nói bây giờ ta đã có vợ con rồi bởi vậy mà rất khó đi theo tiếng lòng của mình được kinh yến mỉm cười nói phu quân cho rằng vợ con là thành tựu của ngươi hay là thứ hạn chế ngươi hư sinh hoa sững sờ kinh yên cười nói có người cho rằng có vợ con rồi thì sẽ bị hạn chế khó có thể đi theo hoài bão của mình oán trời oán đất gia đình không hòa thuận có người lại cho rằng có vợ con trái lại sẽ càng có thêm động lực phấn đấu liều mạng nỗ lực vươn lên phu quân ngươi là người tầm thường ở phía trước hay là người cứng cỏi ở phía sau hư sinh hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ không người cảm ơn nàng đa tạ phu nhân đã chỉ ra sai lầm của ta kinh nhiên vội vàng đỡ hắn dậy cười nói phu quân khiến ta tổn thọ mất hỗn loạn trong thiên hạ sẽ càng ngày càng lớn càng ngày càng hung ác cục diện náo loạn lớn như vậy chưa hẳn sẽ kém hơn diên khang kiếp nếu như phu quân không thể nâng cao bản thân tương lai đừng nói đến việc bảo vệ được bách tính mà thậm chí bảo vệ vợ con bảo vệ bản thân cũng còn khó khăn nếu như phu quân đã có chí tiến thủ, có con đường phấn đấu rồi, vậy thì đi đi, không cần phải lo lắng cho mẹ con ta. Hư sinh hoa hạ quyết tâm, lập tức thu dọn hành trang, hôn lên má kinh yên và con gái hư mộng tình, liền lên đường rời khỏi Tây Thổ, chạy nhanh đến Diên Khang. Còn tần mục thì đi đến lồng giam hình lập phương ở chỗ thuyền bì ngạn, nơi này vẫn còn bị phong ấn, có điều phong ấn đã không thể làm khó tần mục, hắn đi vào trong đó thì nhìn thấy rất nhiều hòa thượng đang lao động làm việc vất vả. Có thể nói thuyền bình ngạn là chiếc thuyền hùng vĩ đồ sộ nhất mà con người với thần gian được từ trước đến nay. Thậm chí nó còn giống như một lục địa phi hành, có được khả năng không thể tin nổi, có thể qua lại như con thoi ở trong hư không, có thể chạy ở dưới cầu hư không. Mà uy lực của cầu hư không rất đáng sợ, tần mục đã biết được điều ấy từ lâu, thậm chí đến cả thiên tôn cũng không thể nào yên ổn đi qua cầu hư không của vùng đất tái hư được. Nhưng mà thuyền bình ngạn lại có thể. Chắc hẳn các tăng nhân ở thời đại khai hoàng này đã đã lén vào bên trong lồng giam hình lập phương từ phong đô, vô thanh vô tức không làm kinh động đến thần ma của thiên đình việc phục hồi lại con thuyền bì ngạn này vô cùng khó khăn bởi vì thời đại khai hoàng có sự tồn tại lớn mạnh như đế thích thiên lý du nhiên lấy rèn đúc để lập đạo cho nên mới có thể chế tạo ra thuyền bì ngạn tạo ra vô ưu hương trong thiên đình cũng không có tồn tại nghịch thiên nào như đế thích thiên bởi vậy chỉ có thể để thuyền bì ngạn ở nơi này không có cách nào khôi phục lại được hơn nữa không có thuyền tinh bàn thì cũng không có cách nào đến được vô ưu hương bởi vậy các thiên tôn ở trên thiên đình mới không thực sự quan tâm đến con thuyền này. Tần mục lên trên con thuyền bị ngạn, con thuyền này đã được khôi phục lại đến 78 phần rồi, đế thích thiên lý du nhiên ôm một đống bản vẽ kiểm tra từng bộ phận nối tiếp và phù văn lạc ấn cùng với rất nhiều tăng nhân. Hắn cũng đã tự mình lên thuyền, cực kỳ bận rộn rèn đúc lạc ấn. Tần mục đi lên phía trước, hơi giật mình, nhìn thấy mỗi một tăng nhân đều là khuôn mặt của đế thích thiên lý du nhiên, chỉ là trang phục không giống nhau, công việc phụ trách cũng khác nhau. Lý Du Nhiên cũng đã từng học vô lượng kiếp kinh của lão Phật, những tăng nhân này đều là hóa thân mộng tưởng của hắn. Tần Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ, năm đó trên Phật giới đại phạn thiên, người đi vào bên trong miếu nhỏ của lão Phật, ngoài ma viên chiến không và minh tâm hòa thượng ra thì chính là đế thích thiên vương Phật. Lão Phật truyền thụ công pháp của mình cho bọn họ, nhưng mà mỗi được đạt được truyền thụ dạy bảo lại không giống nhau. Sau khi ma viên chiến không nhận được truyền thụ thì trực tiếp chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy như sấm. Minh tâm hòa thượng thì tĩnh tâm lĩnh hội, thử lĩnh ngộ ra Phật pháp thâm sâu khó dò trong đó để cứu vớt chúng sinh, mà Đế Thích Thiên Vương Phật thì lại sử dụng tài trí thông minh của chính mình để thử diễn giải vô lượng kiếp kinh ở từng phương diện. Lúc đó Tần Mục vẫn chưa được truyền thụ, chẳng qua ca ca hắn là Tần Phượng Thanh đã túm lấy lão Phật ăn lão Phật luôn rồi. Bốn người bọn họ có thái độ nhìn nhận vô lượng kiếp kinh không giống nhau, điều ấy khiến kết quả tu hành vô lượng kiếp kinh của mỗi người cũng không giống nhau. Tần Mục hoàn toàn không hề cảm ngộ được Phật pháp gì từ trong vô lượng kiếp kinh này, bởi vì căn bản hắn không chịu cảm ngộ thu hoạch của hắn là nhỏ nhất vì vậy lão phật trực tiếp truyền bá vô lượng kiếp kinh cho hắn hắn nhận lấy được thì sử dụng ngay không hề suy nghĩ bên trong vô lượng kiếp kinh chứa đựng đạo lý gì minh tâm hòa thượng một lòng muốn cứu vớt chúng sinh để con người trên thế gian không còn cực khổ nữa hắn thu hoạch được rất nhiều mà cũng học được rất nhiều từ trong vô lượng kiếp kinh phật pháp của hắn đại thành trình độ cực kỳ cao nhưng mà hắn càng chăm chỉ trái lại khoảng cách với chân lý của vô lượng kiếp kinh càng ngày càng xa mặc dù cảm ngộ được muôn vàn phật pháp tột đỉnh thần kỳ bên trong kiếp kinh thế nhưng trước sau cũng không thể nào học được vô lượng kiếp kinh chân chính, chỉ có Ma Viên Chiến không đạt được chân truyền của lão Phật, Phật tính của hắn quá cao, sau khi nhận được kiếp kinh, hắn mặc kệ không hỏi, nằm xuống ngủ luôn, rất có thần vận của lão Phật năm đó, còn Đế Thích Thiên Vương Phật thì dốc sức nhiều nhất, hắn một lòng muốn trở thành một đại phạn thiên vương Phật khác, tiến lên một bước báo thù rửa hận, tâm cơ của hắn nhiều, lợi dụng tần mục để quét sạch lực lượng của thiên đình bên trong Phật giới, xóa sạch nền móng của thiên đình cũng khó quên được tình xưa với xích đế tề hạ Xu, khó quên tình nghĩa với khai hoàng khó quên được những năm tháng đã qua khó quên được hắn là kẻ đứng đầu của thiên công thần tộc khó quên thủ hận khó quên thân phận thiên vương tranh đấu bởi vậy mặc dù thiên phú của hắn cực kỳ cao trái lại là kẻ thu hoạch được ít nhất từ trong vô lượng kiếp kinh hắn cũng là người có phật tính nếu không thì cũng khó có thể trở thành vương phật thiên đế thích thiên của chư thiên thứ 19 ở phật giới được dù rằng tập niệm trong lòng hắn quá nhiều thế nhưng hắn vẫn cảm ngộ được vô lượng kiếp kinh và có được lĩnh ngộ của riêng mình. Tần Mục nhìn thấy vô số tăng nhân Lý Du Nhiên phân bố khắp thuyền bình ngạn, trong lòng có chút cảm khái. Năm đó Lý Du Nhiên không quan tâm tới chiến sự vì tình cảm với xích đế Tề Hạ Du, mà đến khi thiên công thần tộc gần như bị tiêu diệt, kẻ sống sót chỉ còn lại người câm đã trải qua khổ nạn cùng cực. Còn Lý Du Nhiên thì xuất ra trở thành đế thích thiên vương Phật, nhưng lại không dứt bỏ được quá khứ, khó mà thấy được thế gian chỉ là hư vô, cuối cùng vẫn quay về trần thế bây giờ hắn hóa thành tăng nhân trong mộng tưởng của mình nhưng mà tăng nhân lại làm việc của thiên công khôi phục lại thuyền bình ngạn e rằng với hắn mà nói hắn vẫn đang trong mối vướng bận và mâu thuẫn khó mà thoát ra được hắn không có cách nào để thành đại phạn thiên trí tuệ của phân thân ở trong giấc mộng của hắn không cao bởi vậy cần hắn tự mình lên trận tự chỉ điểm bản thân chỉ có như vậy mới có thể khôi phục được thuyền bình ngạn đối với hắn mà nói khôi phục lại thuyền bình ngạn là một phen giày vò nhưng đồng thời cũng là một quá trình khôi phục lại đạo tâm Tần Mục đi lên phía trước thì lễ nói: "Bây giờ ngươi là Đế Thích Thiên Vương Phật hay vẫn là Lý Du Nhiên?" Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đáp lễ: "Thiên tôn, ta là Đế Thích Thiên, bọn họ mới là Lý Du Nhiên." Tần Mục nhìn về những thiên công đang lao động vất vả, cười nói: "Vương Phật, ngươi nên nói mình là Đế Thích Thiên, cũng là Lý Du Nhiên, đến lúc đó ngươi mới có thể hiểu ra được." Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên hơi giật mình, suy nghĩ phút chốc, huỳnh cười nói: "Ngươi lại khảo nghiệm ta rồi, không nói cái này nữa, lần này thiên tôn đến đây có chuyện gì vậy?" tần mục lấy thuyền tinh bàn ra nói ta đến đây để tặng lại vật này đế thích thiên khoan thay nhận lấy thuyền tinh bàn tần mục hỏi vương phật ta cũng biết chút chút về thuyền bì ngạn này ngươi cần ta hỗ trợ không đế thích thiên lắc đầu nói không cần đâu ta muốn tự mình sửa tần mục cười nói vậy thì ta hộ pháp cho ngươi đà tạ tần mục ngồi xuống mắt dưỡng nhân không biết đã qua bao lâu thuyền bì ngạn đã được đế thích thiên khôi phục lại gần xong từng lò lửa khổng lồ cũng được luyện chế ra mặc dù số lượng thiên công của diên khang không ít và lại còn có cường giả như người câm thế nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng luyện ra lò lửa nào lớn đến như vậy ở trên độ chính xác và vi mô kỹ xảo luyện chế của diên khang đã vượt qua đế thích thiên vương phật rồi nhưng mà ở quy mô đế thích thiên vẫn ổn định giữ vị trí số một bốn phía xung quanh đột nhiên ảm đạm phong ấn khổng lồ hệt như một đại lục to lớn xoay quanh thuyền bì ngạn hình thành một hình lập phương những ngọn núi kia dần dần xảy ra thay đổi thuyền bì ngạn bay lên trời khắp nơi dần dần nhô lên hóa thành một khuôn mặt khổng lồ rủ từ trên trời xuống đại điện nứt gãy lộ ra ba con mắt thật to nhìn chằm chằm chiếc thuyền đã được sửa chữa gần xong với vẻ vô cùng hứng thú tần mục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bất kể là bầu trời mặt đất hay là bốn bức tường trong lồng giam hình lập phương đều là tường đại lục trên đại lục ấy bố trí đủ các loại phong ấn thần ma những lục điện này dùng để vây hãm thiên công thần tộc trên chiếc thuyền bì ngạn cũng như để vây hãm thuyền bì ngạn nhân tộc câm kia đã dùng không biết bao nhiêu mạng người mới mở rộng ra được một con đường vô số tộc nhân mất mạng cuối cùng cũng đổi lấy người câm sống sót đi ra khỏi phong ấn nhưng lúc đó người câm vẫn còn là một đứa trẻ hắn cô độc bước ra phong ấn thứ phải đối mặt là đại khư vô cùng hiểm ác đáng sợ nhưng người câm ấy vẫn sống tiếp ra khỏi đại khư thế nhưng thứ hắn muốn đối mặt chính là lòng người thứ còn nguy hiểm hơn cả đại khư rất nhiều lần tần mục nhìn khuôn mặt hiện ra trên bầu trời kia vẻ mặt không chút biểu cảm kẻ kia có thể dễ dàng phá bỏ những phong ấn trùng trùng điệp điệp khiến cho lục điện nứt ra biến thành khuôn mặt của hắn như vậy đấy nhưng phong ấn lại không bị phá hỏng vẫn tồn tại trên mặt của hắn đương nhiên kẻ thi triển ra được bản lĩnh này thì chỉ có thể là người tự mình bày trí những phong án đó thôi có thể xét sáu đại lục tạo thành phong ấn khổng lồ này cấp bậc tu vi vô cùng thâm hậu thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh mặt mũi của hắn giống như được tạo thành từ vô số những khối hình lập phương nhỏ bé mỗi một khối lập phương cấu thành biểu cảm trên khuôn mặt của hắn chán mũi tai miệng thậm chí ngay cả con người cũng do những khối lập phương tạo thành khà <laughs> khà cái khuôn mặt khổng lồ đó mở miệng phát ra tiếng cười trong miệng rất nhiều đá vụn bán ra gào thét ném về phía con thuyền bì ngạn biểu cảm trên bộ phận khuôn mặt của hắn thay đổi vô số những khối lập phương tạo thành bộ phận khuôn mặt cũng theo đó chuyển động phập phồng thay đổi cao thấp phương hướng thậm chí khuôn mặt của hắn còn khổng lồ hơn cả chiếc thuyền bì ngạn tiếng cười chấn động xuyên qua trong chiếc lồng giam hình lập phương khiến cho màng nhĩ của mọi người ong ong nhất thời không nghe được âm thanh nào khác cuối cùng cũng đợi được rồi thủ lĩnh của thiên công thần tộc thiên vương chiến tranh của thời đại khai hoàng chính vào lúc này lục địa ở bên dưới hình lập phương cũng tự ý biến hóa biến thành một khuôn mặt khổng lồ y chang, phát ra âm thanh rồn rập, cười nói, Lý Du Nhiên là một đời thiên vương, thủ lĩnh nhân tộc như ngươi đúng là phế vật, ngươi chỉ quan tâm nước mắt đưa tình với xích đế, đến cả người trong tộc của mình cũng không che chở được. Bốn mặt khác của chiếc lồng giam hình lập phương cũng tự hiện ra một khuôn mặt, cười nói, vốn dĩ ta rất mong đợi được chiến đấu một trận với ngươi, xem thử xem tên thiên vương chiến tranh thời đại khai hoàng nhưng ngươi có bản lĩnh gì, không ngờ ngươi chỉ là hạng người rẻ cùi tốt mà, nhìn được nhưng không dùng được, ta chỉ đành giết chết người trong tộc của ngươi, phong ấn những người già yếu còn lại ở trong này. Hắn mọc ra sáu khuôn mặt, nói chuyện từ sáu hướng khác nhau, ngươi một câu ta một câu, ta vẫn luôn muốn cầm cái đầu của ngươi đi tranh công lĩnh thường, không ngờ ngươi lại tự chạy đến rồi, cho nên ta chỉ đành giày vò người trong tộc của ngươi. Lúc đó ngươi liếc mắt đưa tình với xích đế, không phải sao, hai người các ngươi ân ân ái ái, nam nữ di tình, thê lương máu chó biết bao, mà lúc đó, ta giết hại người trong tộc của ngươi, ta nhìn thấy hắn liều mạng muốn chạy trốn khỏi nơi này, liều mạng phá giải phong ấn tướng sĩ dưới trướng của ta giơ đao đánh giết giết chết những sinh mệnh yếu ớt này bọn họ chỉ là một đám thợ rèn sắt không có tài cán gì hoàn toàn không chống lại được ta không chống lại được đại quân của ta trên mặt của đế thích thiên lý du nhiên lộ ra vẻ cam phẫn trên chiếc thuyền bình hạn mỗi một tăng nhân đều chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về những khuôn mặt ở bốn phương tám hướng thế nhưng tướng sĩ của ta lại rất chán chê rồi ta phong ấn bọn họ lại để bọn họ bị nhốt chết ở nơi đây trong thời gian hai vạn năm có điều ta vẫn muốn làm thêm gì đó, cho nên mới để lại một nơi phong ấn yếu ớt, cho bọn họ hy vọng. Khuôn mặt trên sáu bức tường của lồng giam hình lập phương rất vui vẻ, đến cả nụ cười cũng méo mó đi, bọn họ có hy vọng, thế là chui vào cái bẫy này, sau đó bọn họ sẽ dùng hết những kinh nghiệm cả đời để thử mở phong ấn, thế nhưng từng người trong bọn họ chết trong phong ấn. Ha 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 ha, giết hết bọn họ quá phí công phí thì sức, để bọn họ tự đi tìm cái chết mà ta hoàn toàn không cần phải làm bẩn tay mình. Nụ cười của sáu khuôn mặt ấy phát ra vạn vẹo, vạn vạo đến nỗi đôi mắt cũng biến đổi hình dạng đến cuối cùng tất cả những thiên công thần tộc đều chết hết rồi ha 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 bọn họ ngốc nghếch như con thiêu thân lao đầu vào lửa cá tự chui đầu vào lưới từng người từng người mắc vào trong con đường nhìn có vẻ như có hy vọng này không một ai sống sót thoát ra ngoài hắn cười lớn sau khi ta rời khỏi đây thì quyết tâm đi tìm ngươi không ngờ ngươi lại chạy tới phật giới là một con lửa chọc đúng thế ngươi đã hủy diệt thiên công thần tộc của khai hoàng tất cả đều chỉ còn lại hư vô ngươi một thân một mình cô độc ha 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 ngươi không báo thủ được nữa rồi à mà làm sao ngươi để cắt đứt mọi bụi trần bá nhập phật môn vậy là bởi vì ngươi cho rằng người đã tiêu diệt hết người trong tộc của người kia là xích đế à nhưng đó là ta trong giọng nói của hắn chuyển đến từ bốn phương tám hướng ngập tràn kiêu ngạo là ta hàn thiên quân của thiên đình lũy bích trận đế thích thiên lý du nhiên tức giận đến cực điểm đang muốn tỉnh lại từ trong mộng cảnh nhưng vào chính lúc này âm thanh của tần mục cũng vang lên xuyên vào trong mộng cảnh của hắn vương phật ta đến hộ pháp cho ngươi ngươi tập trung tu luyện chỉnh sửa cả con thuyền vì ngạn đi thần thức của hắn lóe lên thúc giục vô số kiếp kinh đế thích thiên lý du nhiên lại rơi vào mộng cảnh một lần nữa tần mục đứng dậy mặt không chút biểu cảm nhìn khuôn mặt trên sáu bức tường của lồng giam hình lập phương hàn thiên quân của thiên đình lũy bích trận ngươi sai rồi thiên công thần tộc chưa hề bị tiêu diệt mục thiên tôn ánh mắt của hàn thiên quân dừng lại trên người hắn theo cùng đó 18 ánh nhìn đem lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái sáu khuôn mặt của hắn bắt đầu cười hóa ra là mục thiên tôn chẳng lẽ mục thiên tôn ở cùng với kẻ phản nghịch là vì muốn mưu phản làm loạn sao lẽ nào ngươi là hậu duệ của thiên công thần tộc không ngươi là hậu duệ của nghịch tạc tần nghiệp một khuôn mặt khác của hắn cười nói giết chết một tên thiên tôn trong phong ấn của ta chắc cũng chẳng là gì đâu nhỉ giết chết mục thiên tôn không biết mười thiên tôn của thiên đình sẽ vui đến mức nào cho ta thăng quan phát tài những khuôn mặt khác của hắn cũng bắt đầu vui vẻ rồi nổi cười nói đâu chỉ là thăng quan phát tài bọn họ sẽ cho chúng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý mãi mãi thậm chí nói không chừng còn là bước ngoặt trở thành đế tọa của chúng ta ấy chứ hắn cười ha ha sáu lục địa to lớn giống như huyết thanh vô cùng đặc sệt chảy về hướng trung tâm của con thuyền bị ngạn từ sáu hướng khác nhau vậy mà sáu đại lục này lại có thể biến thành sáu giọt nước khổng lồ tần mục nhìn về về sáu giọt nước đó mỗi một giọt nước đều đục ngầu thế nhưng thứ tạo thành giọt nước lại không phải là bùn đất cũng là từng khối lập phương mỗi một giọt nước đều được cấu tạo nên từ các hình lập phương mà trong mỗi hình lập phương đều có một pho tượng thần ma bọn họ mở rộng cánh tay vắt tay chân, đứng ở trong hình lập phương. Bọn họ đã tạo thành giọt nước, thế nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được thần ma đã sử dụng thân thể của bọn họ như một ấn ký phủ văn cơ bản nhất để tạo nên một kết cấu trận pháp vừa kỳ lạ vừa đặc biệt. Điều này không giống với những trận pháp khác. Trận pháp khác, hoặc là dùng trận đồ, hoặc là dùng ấn ký phủ văn để tạo thành trận pháp, nhưng bích lũy trận thì lại dùng thần để tạo thành trụ cột của trận pháp. Thiên đình lũy bích trận không phải chỉ là trận pháp, mà còn để chỉ lũy bích quân của đại quân thiên đình là đại quân nổi danh dựa vào tường đồng phách sắt lũy bích trận là một loại trận pháp cổ xưa do cổ thần lũy bích tinh quân nắm giữ nhưng đương nhiên lũy bích tinh quân đã chết rồi nó được hàn thiên quân tiếp quản cho nên lũy bích trận vẫn được lưu truyền tiếp có điều mục tần đã từng nhìn thấy trận pháp của hàn thiên quân trên người của trận sư tây thổ hòa y y tần mục ấn tượng sâu sắc với trận pháp của hòa y y là đại sư trận pháp hàng đầu của tây thổ cho nên cực kỳ kinh diễm nhưng bây giờ xem ra trận pháp của tây thổ Ngoài việc được truyền thụ lại từ chân thiên cung chân thiên lão mẫu ra thì có lẽ còn được truyền thụ từ hàn thiên quân. Tần mục nhìn sáu giọt nước lớn rơi xuống, trong khoảnh khắc giọt nước rời khỏi lục địa, bên ngoài và những hình lập phương bên trong của sáu giọt nước đó lập tức biến hóa, trong phút chốc đã biến thành sáu thần thành vây hãm lại trước thuyền bỉ ngạn. Từ sáu giọt nước biến thành thần thành, tư thế của thần ma bên trong mỗi một khối lập phương xảy ra biến đổi trong chốc lát, ngón tay tay trái ấn pháp thay đổi thành ngón cái đẻ lên trên ngón giữa, ba ngón khác dựng thẳng lên tay phải thì nắm thành quyền, ngón cái đẻ ở trung tâm nắm đấm. Thần ma bên trong những khối lập phương thay đổi tư thế, lũy bích trận cũng biến hóa theo, điều này có chút khác biệt với trận pháp của trận sư Hòa Y Y. Trận pháp của Hòa Y Y dựa vào nguyên tố căn bản nhất của trận pháp, trên những khối đá hình lập phương bày trí các loại phù văn cơ bản, phù văn trên hình lập phương đồng thời không thể biến hóa, các khối đá khác nhau tổ hợp lại, các phù văn cơ bản khác nhau cũng sẽ tổ hợp lại với nhau, hình thành nên những trận pháp không giống nhau điểm mạnh của lũy bích trận nằm ở thần ma của lũy bích trận đồng thời cũng là nguyên tố cơ bản nhất cấu thành trận pháp mỗi một thần ma đều có thể thay đổi ấn pháp và hình dạng cơ thể của bản thân thậm chí ngay cả lạc ấn nguyên khí cũng có thể thay đổi cấu tạo trận pháp của lũy bích trận dùng những thần ma sống sờ giờ, giờ làm nguyên tố cơ bản của trận pháp mạnh hơn nhiều so với việc dùng những hình lập phương đơn thuần trung tâm của sáu thần thành đó đều có một tế đàn khổng lồ trung tâm của tế đàn là ánh sáng chiếu rọi thẳng tắp nối liền sáu thần thành kết nối sáu thần thành thành, thành một hình lạc phương từ ánh sáng chiếu ra từ trong tế đàn của sáu thần thành hiện ra hình dạng xiềng xích giống như đại đạo giao thoa cùng một chỗ bùm từng vệt ánh sáng từ trên trời hạ xuống đáp ngay giữa tế đàn của sáu thần thành đó rồi hóa thành sáu vị thần ma giống y hệt nhau đó chính là hàn thiên quân kẻ đang phấn khích nhìn về phía tần mục và đế thích thiên lý du nhiên một mình hắn phân thành sáu sáu cái kia đều là bản thể không hề có cái gọi là hóa thân hay biến thân gì cả tần mục đứng ở trên bong của chiếc thuyền bình ngạn quét nhìn một lượt mỗi một hàn thiên quân đều có linh thai hồn phách, nguyên thần, thần tàng, thiên cung. Cơ thể của hắn cũng rất kỳ lạ, có máu thịt, nhưng dường như máu thịt của hắn được tạo thành từ những hình lập phương nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy đi giống như một hạt cát, sau đó lại tổ hợp thành hình dáng xác thịt, hình như nguyên thần, thần tàng và thiên cung của hắn cũng có thể thay đổi hình dáng bất cứ lúc nào, tiến hành tổ hợp lại. Quả thật công pháp của vị Hàn Thiên Quân này rất quỷ dị, tần mục kinh ngạc, e rằng Hàn Thiên Quân chính là đại tông sư trận pháp của thiên đình thậm chí có thể nói rằng hắn là một kẻ dùng trận pháp tạo nên thành tựu thiên cung một kẻ dùng trình độ trận pháp để tu thành đế tọa trận pháp thiên cung là một loại trong đại đạo hậu thiên của thiên cung người mù chính là chuyên gia ở phương diện hơn nữa hắn cũng mới luyện thành trận pháp thiên cung không lâu trước đây mà hàn thiên quân luyện thành trận thiên cung trước người mù rất lâu chẳng qua hắn chưa luyện thành đế tọa mà thôi có điều đánh giá từ tu vi của hắn có lẽ hắn còn cách cảnh giới đế tọa không xa nữa trên cơ bản trình độ đạo trận pháp của hắn có thể hỗ trợ hắn tiến vào cảnh giới đế tọa Cần phải biết rằng, cho dù là tứ đại thiên sư của thiên đình cũng không hề dựa vào trận pháp mà dựa vào thành tích trí tuệ của bản thân để bước vào cảnh giới đế tọa, rất có thể Hàn Thiên Quân sẽ là người đầu tiên trở thành đế dựa vào trận pháp. Lẽ nào Hàn Thiên Quân không biết tất cả những phù văn đại đạo của lũy bích trận đều đã được đạo tổ khai phá hết, lũy bích trận của hắn không có bí mật gì đáng để nói trước mặt ta hay sao, vẻ mặt tần mục cổ quái. Cho dù trận pháp của Hàn Thiên Quân tuyệt diệu vô song, nhưng hắn đều đã từng luyện các loại phù văn trận pháp tạo thành lũy bích trận. Không chỉ như thế, thậm chí hắn còn phá giải những phù văn đại đạo của lũy bích trận một lượt với hắn mà nói cho dù là thần thành mênh mông cũng chỉ có như thế mà thôi cho dù trận pháp của hàn thiên quân tuyệt diệu nhưng đã bị phá sạch sành xanh trận pháp của hắn dựa vào trận pháp nhập đạo đã tụt hậu so với trận pháp của người mù rồi sáu tên hàn thiên quân cười tủm tìm nhìn chiếc thuyền bì ngạn gần như đã hoàn chỉnh cười ẩn ý hôm nay đúng là ngày tốt của ta lấy được chiếc thuyền bì ngạn vậy thì thái hư và vô yêu hương sẽ bị phá hủy rồi đây là công lao to lớn giết chết mục thiên tôn, thêm một công lao to lớn nữa, hai công lao lớn, thậm chí địa vị của ta có thể vượt qua thiên sư, thiên vương, trở thành tam công của thiên đình. Sáu thần thành đột nhiên lay động ầm ầm giống như đàn ong được tạo thành bởi vô số ong mật. Trong phút chốc, từng vị thần ma bên trong hình lập phương đều tự thay đổi tư thế, ấn pháp và ấn ký phủ văn của mình, kết cấu cơ bản của trận pháp lập tức xảy ra biến hóa. Trận pháp đàn ong do vô số những hình lập phương tạo thành biến hóa khôn lường, trong đó năm đàn ong ảo về trước thuyền bị ngạn, một đàn còn lại hướng về phía tần mục hàn thiên quân càng thêm xem trọng đế thích thiên và chiếc thuyền bì ngạn theo hắn thấy đế thích thiên lý du nhiên là đại cao thủ cảnh giới lang tiêu của đỉnh phong hơn nữa còn là thiên vương chiến tranh của thời đại khai hoàng đế thích thiên thế lực lớn mạnh trong chiến đấu có ưu thế hơn người nhưng dù gì tần mục vẫn còn trẻ cho dù có thân phận mục thiên tôn nhưng cảnh giới tu vi vẫn sờ sờ ở đó hắn dùng một thần thành đối phó với tần mục đã là đánh giá hắn rất cao rồi tần mục nhìn đàn ông từ đang lao qua vô số những hình lập phương từng vị thần ma trong hình lập phương đều tự thay đổi tư thế, thay đổi ấn pháp, khiến cho thế trận bất cứ lúc nào cũng đang ở trong tình trạng biến hóa khôn lường. Mà một hàn thiên quân trong đó lại giống như ông chúa được bầy ong vây quanh, chắp hai tay sau lưng đứng ở trên trận đài do rất nhiều hình lập phương tạo thành, khống chế đại cục. Vô, bầy ong hình lập phương lao lên con thuyền bình ngạn, những hình lập phương xoay tròn biến hóa kéo theo những thần ma kia xông tới, những nơi chúng đi qua như cung điện, đường phố, thành thị, đến cả non nước trên thuyền bình ngạn tất cả đều hóa thành cho bụi trong uy năng của trận pháp điểm hung ác trong trận pháp của hàn thiên quân quả thật hiếm thấy bầy ong hình lập phương càng ngày càng gần hình thành thế trận bao vây tần mục tần mục nhìn về bốn phía chỉ thấy những thần ma bên trong những hình lập phương giống như từng tên hiến tế yếu ớt nhanh gọn lẹ thay đổi ấn pháp tư thế cơ thể và lạc ấn nguyên khí của bản thân bọn chúng giống như những con ong thợ nghe theo sự chỉ huy của tên ong chúa hàn thiên quân này bầy ong hình lập phương khiến trận pháp biến hóa cả mấy nghìn lần mấy nghìn loại trận pháp được tạo thành trong phút chốc không có bất kỳ loại nào trùng lập, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, đừng nói là phá trận, ngay cả kết cấu của trận pháp cũng không thể nhìn rõ được, hơn nữa bản lĩnh của Hàn Thiên Quân cũng không chỉ có như thế. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh YouTube di các phim? Hắn dựa vào trận nhập đạo, trong chốc lát tiếp xúc đã có thể tạo ra trận pháp thay đổi tương ứng đối phó với công pháp thần thông của kẻ địch, hắn càng ngày càng gần với Tần Mục, nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng rõ nét, cái công lao tuyệt thế này, hắn sắp nắm trong tay, chính vào lúc này, Tần Mục chậm rãi giơ nắm đấm lên, cú đấm năm ngón tung ra, thần thức đại la vô thượng, trong đầu Hàn Thiên Quân vang rền, nhất thời cảm thấy được một luồng thần thức vô thượng trùng trùng điệp điệp dễ dàng đánh tan thần thức của hắn, bẻ gãy liên hệ của hắn với các vị thần ma bên trong hình lập phương, bầy ong hình lập phương hợp lại, một sát trận được hình thành xung quanh Hàn Thiên Quân trong nháy mắt, Hàn Thiên Quân hoảng sợ, chỉ thấy vậy mà những thần ma kia của lũy bích trận lại ngã xuống dưới thần thức lớn mạnh của tần mục vào giờ phút này uy lực của sát trận trong nháy mắt bùng nổ cơ thể xác thịt của hàn thiên quân điên cuồng bành trướng kết cấu xác thịt điên cuồng thay đổi để ngăn cảm thấy tiến công của lũy bích trận thế nhưng ngay sau đó cơ thể của hắn nổ tung khiến nguyên thần tan tành thần tàng thiên cung bị uy năng khủng khiếp đó phá hủy tan vỡ mục thiên tôn ta xem thường ngươi rồi nhưng lần sau sẽ không như thế đâu hàn thiên quân bị nổ tung đột nhiên vỡ thành rất nhiều mảnh hóa thành làn khói màu máu bay lên trời từ trong lũy bích trận ngay sau đó vô số những hình lập phương vô cùng nhỏ bé trong làn khói tập hợp lại trong không trung chuẩn bị hình thành cơ thể của hắn mà vào lúc này cơ thể của tần mục đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn bóng người lóe lên một cái hiện ra ba đầu sáu tay sáu tay bay lên hạ xuống trong phút chốc đánh vô số những lạc ấn phủ văn vào trong cơ thể hàn thiên quân đang được hình thành cơ thể của hàn thiên quân đã hình thành hơn phân nửa nửa người dưới đang hình thành thân tàng và thiên công của hắn cũng đang trong quá trình tái tạo lại nguyên thần của hắn cũng bị vô số khối lập phương nhỏ ghép lại đang tái tạo lại hắn dùng trận pháp để lý giải tất cả mọi thứ về bản thân ngay cả khi hắn bị người đánh nát hắn cũng có thể tổ chức lại một lần nữa đây cũng không phải là đạo tạo hóa, mà là biểu hiện của đạo trận pháp đã tu luyện đến cảnh giới trí cao, cũng là thần thông của hắn thể hiện lập đạo. Tuy nhiên vào thời điểm hình thành thân thể, nguyên thần và thần tàng của hắn, vô số phù văn trận pháp của tần mục được in sâu vào trong cơ thể hắn. Vậy mà những phù văn này hoàn toàn không tương thích với nền tảng phù văn trận pháp của hắn, khiến cho nền tảng phù văn trận pháp của hắn bắt đầu tan rã. Hắn phát ra tiếng thét bé nhọn trói tai, tất cả mọi thứ như nguyên thần, thân thể và thán tàng thiên cung đều tiêu tan như mây khói cả người hắn giống như một que hương đang bùng cháy dữ dội, thiêu đốt từ lòng bàn chân nhanh chóng đốt đến cổ, sau đó thì ngay cả đầu cũng hóa thành khói bụi và tan biến, chỉ còn lại nam hàn thiên quân. nếu làm theo cách vừa nãy thì có thể dễ dàng giải quyết. tán mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi, không thể không nói lập tức thúc giục bá thể tam đan công đại la vô thượng thần thức ở bốn phía xung quanh hắn hình thành lĩnh vực thần thức vô thượng để bảo vệ bản thân. ầm, uhm, thần thức vô cùng khủng bố lao đến mà đến một hàn thiên quân khác đang chế ngự bầy ong sông tới, lớn tiếng kêu lên, thần thức, mục thiên tôn, ngươi dám dùng thần thức ở trước mặt ta ư, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức xem thế nào mới là đại trận thần thức chân chính. Con mắt dọc giữa mi tâm của tần mục mở ra, thần nhãn thứ ba khởi động, thái sơ chi noãn, nguyện thạch thái sơ và đại lục tần tự sáng lên, nâng cao lĩnh vực thần thức vô thượng đến trình độ cao nhất trong nháy mắt. Thần thức của hắn vốn đã vô cùng cường đại, hoàn toàn vượt qua tuyệt đại đa số cường giả của cảnh giới đế tọa chỉ luận về trình độ thâm hậu của tu vi thần thức hắn sánh ngang thái đế tưởng thiên phi cung vân cung thiên tôn lãng uyển thần vương và lăng hiên thần hoàng cho dù là thúc quân cũng còn lâu mới bị kịp hắn mà có được sự tăng cường từ thần nhãn thứ ba của hắn cường độ bộc phát và sức chấn động của thần thức của hắn tăng lên gấp mười lán chẳng những có thể chống lại thần thức của hàn thiên quân thậm chí còn bắt đầu phản công hàn thiên quân thay đổi kết cấu trận pháp khiến cho nền tảng phù văn trận pháp trong đàn ong hình lập phương hóa thành thần thức phù văn trận pháp trận thế của hắn lập tức hóa thành một tòa thần thức đại trận đại trận này tập hợp hàn thiên quân và thán thức của mấy vạn thần ma trong thần thức cộng thêm cả việc tăng cường thần thức đại trận đương nhiên uy lực không thể xem thường mức độ chấn động của thần thức phát ra từ đại trận này cũng đạt tới trình độ hoàn toàn vượt qua cường giả đế tọa hàn thiên quân là thiên quân với trận pháp đứng đầu thiên đình là tồn tại dùng trận nhập đạo nghiên cứu của hắn cũng vô cùng rộng lớn không phải chỉ đơn thuần dựa vào những thứ mà lũy bích tinh quân ban cho hắn đã từng đi qua huyết tú địa đới nghiên cứu lạc ấn của huyết tú điện đới trên tế đàn biến đạo tế tự được tạo ra bởi nền văn minh sáng tạo của tạo vật chủ trong thời đại thái cổ thành phù văn dung nhập vào trong trận pháp không chỉ như thế hắn còn nghiên cứu các loại đại đạo tiên thiên khác đại đạo hậu thiên thử dung nhập vào trong trận pháp đây mới là năng lực của trận pháp thiên quân đầu tiên của hắn thế nhưng cho dù hắn biến lũy bích trận thành đại trận thần thức khi đối mặt với thần thức khủng bố của tán mục thì cũng cảm thấy vô cùng tốn sức thần thức của hai người vừa va chạm hắn đã cảm nhận được trận pháp của hoàn thân có chiều hướng sụp đổ tan rã tần mục thúc dục thần thức đại la vô thượng đang muốn phản kích thì đột nhiên vùng thần thức đại trận thứ hai ầm ầm tấn công đến đánh vào lĩnh vực thần thức vô thượng tiếp theo đó là vùng thần thức đại trận thứ ba vùng thứ tư vùng thứ năm liên tiếp năm vùng thần thức đại trận vượt qua thần thức cảnh giới đế tọa đánh cho lĩnh vực thần thức vô thượng của hắn lập tức rơi vào tình trạng bị kìm kẹp bóng dáng của tần mục bật lên cao ngả về phía sau bùm 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 tường thành của một tòa thần thành trên con tàu bên kia bị hán đâm thủng dường như thân thể của tần mục bị kéo thẳng tắp dọc theo ven đường đâm thẳng về phía sau nhanh chóng đâm thủng thần thành chu vi mấy trăm dặm này cày mặt đất ra thành một cái rãnh thật sâu cùng lúc đó năm lũy bích trận giống như bầy ong thiên biến vạn hóa chen chúc nhau xông đến thần thức của hàng vạn thần ma và năm hàn thiên quân bộc phát còn chưa va chạm với tần mục thì đã tấn công khiến tần mục không ngừng lùi về phía sau gần như tán mục khó có thể ngăn chặn xu thế suy tàn lĩnh vực thần thức vô thượng bị tấn công không ngừng sụp đổ so sánh với lĩnh vực thần thức vô thượng của thái đế thì hắn chỉ có thể coi là kẻ bắt trước thái đế mới là lĩnh vực thần thức vô thượng mạnh nhất tần mục chỉ có thể phát huy uy năng lĩnh vực thần thức vô thượng đến bảy bảy tám tám phần liên tục bị tấn công thần thức lĩnh vực có chiều hướng sụp đổ tan giã vụt hắn bị đánh văng ra khỏi thuyền vì ngạn bởi thần thức khủng khiếp bùng lên từ bầy ong hình lập phương đáp xuống mặt đất tần mục nhân cơ hội này rút kiếm gãy ra kiếm quang khí lóe lên ánh sáng của ba mươi ba trọng thiên trong nháy mắt đã chém bầy ong sông tới từ phía trước thành 34 phần. Đột nhiên Hàn Thiên Quân trong đàn ong cảm nhận được trận pháp bị phá vỡ, khó có thể duy trì, quả thật uy lực của 33 trọng thiên kiếm đạo rất khủng bố. Quy lực của lĩnh vực kiếm đạo khiến cho số thần ma mà hắn đang khống chế bị tổn thất mất một phần. May mắn thay hắn là thiên quân trận pháp, trận pháp lập tức biến hóa ngăn cản uy lực còn lại của 33 trọng thiên kiếm đạo, không gây thêm thiệt hại gì. Cùng lúc đó, hàn thiên quân khác lập tức thu nhận thần ma dưới trướng vị hàn thiên quân đã tử vong kia bầy ong bay loạn tứ phía lập tức tập hợp lại thành đàn cuối cùng tán mục cũng có được cơ hội nghỉ ngơi thần thức nhanh chóng bình phục bá thể tam đan công vận chuyển thần thức và nguyên khí điển cuồng chảy trôi trong cơ thể tuôn vào tinh thai thần thức lập tức bình phục lại ầm ầm hắn đáp xuống phía trên của đại lục kia trận cuồng phong đè ép rừng rậm đồ dạp bốn phương tám hướng mặt đất giống như sóng bùn dâng lên bốn phía điên cuồng xoay tròn mở rộng thậm chí ngay cả mấy dãy núi cũng bị sóng bùn dâng lên lơ lửng trên không trung vù vù năm bầy ong lớn bay tới nhanh chóng áp sát mặt đất xông đến từ năm hướng trong khoảnh khắc tiếp theo bầy ong cũng thay đổi lúc đang bay điên cuồng trên mặt đất còn chưa tới trước tần mục đã kết hợp lẫn nhau hóa thành từng thần thành ám ầm rơi xuống đất lướt qua trăm dặm dừng ở phía trước tần mục hình thành thế bao vây tấn công hình quạt năm vị hàn thiên quân đứng ở trên tế đàn trong thành ai nấy đều giơ tay lên chỉ thấy thần thành đột nhiên mọc chân ầm ầm đứng lên trung tâm thành trì của thần thành biến hóa ra vô số hình lập phương hóa thành một con mắt khổng lồ kỳ lạ có hai chân, trận pháp khởi động, một luồng ánh sáng thần thánh âm ầm bắn ra, hai thần thành bên trái, một tòa hóa thành gương thần có chân, một tòa hóa thành trường thương, cùng lúc tấn công về phía tần mục, hai tòa thần thành còn lại, một tòa hóa thành một cái đỉnh lớn bọc hai chân, miệng đỉnh hướng về phía tần mục, ánh sáng thần thánh trong đỉnh tuôn ra hóa thành một dòng sông dài cuộn trào, một thần thành khác hóa thành một tòa bảo tháp, hai chân đạp xuống đất, nhảy lên chấn áp tán mục, thân thể tần mục lóe lên một cái hiện ra ba đầu sáu tay kiếm gãy trong tay chia làm ba một tay thi triển kiếm đạo một tay nhẹ nhàng lau kiếm gãy kiếm gãy hóa thành trường đao thi triển đao đạo một tay lắc kiếm gãy kiếm gãy hóa thành bút vẽ những cánh tay khác của hắn thì đang thi triển thần thông nhập đạo bố trí trận pháp luyện chế kỳ độc hắn vừa chiến vừa lui năm vị hàn thiên quân khống chế quái nhãn gương thần trường thương đại đỉnh bảo tháp mỗi người đều có uy năng khác nhau tấn công về phía hắn một cách điên cuồng chiến đấu trong phạm vi mấy vạn dặm đột nhiên năm món dị bảo của lũy bích trận ào ào vỡ vụn trong lòng tần mục vui mừng độc đạo của dược sư ra ra có tác dụng rồi vẻ mặt của tần mục lập tức nghiêm trọng cả lên hắn không thể không thừa nhận hàn thiên quân thật sự vô cùng cường đại giây phút năm món dị bảo sụp đổ hàn thiên quân lập tức nhận ra tần mục đã hạ độc những tướng sĩ lũy bích trận này độc đạo của tần mục kết hợp với y đạo được kế thừa từ dược sư dược sư chính là người sáng lập ra thiên cung y đạo cho dù là độc đạo hay là y đạo đều là đỉnh phong xưa nay chưa từng có Y đạo của Tần Mục kế thừa từ hắn, tuy rằng cũng không phải là do bản thân lĩnh ngộ mà là do một viên linh đan của Dược Sư giúp cho hắn tu thành Thiên Cung Y đạo, mà sau khi tu thành Thiên Cung Y đạo, các loại lĩnh ngộ của Tần Mục về y đạo độc đạo cũng nhanh chóng xuất hiện. Y đạo độc đạo, Dược Sư đệ nhất, dĩ nhiên hắn không bằng, nhưng cũng vô cùng cường đại, thậm chí việc kết hợp giữa thuật tạo hóa và thuật thần thức quán tưởng giúp hắn không cần sử dụng linh dược độc dược cũng có thể sáng tạo ra linh đan và độc dược, dùng phù văn đại đạo kịch độc để đầu độc giết chết đối thủ dùng phù văn đại đạo linh dược để trị liệu cho bệnh nhân. Hắn đã bước những bước chân đầu tiên vào cánh cổng y đạo rồi. Hắn không hề hạ độc Hàn Thiên Quân là bởi lẽ Hàn Thiên Quân vô cùng mạnh mẽ. Hắn ta đã tu luyện đạo trận pháp tới cấp bậc đại cao thủ của cảnh giới lăng tiêu. Vậy nên Mục Tần lựa chọn cắt phe cánh của hắn trước tiên, hạ độc chết tướng sĩ của lũy bích trận. Cứ như vậy, bản lĩnh của Hàn Thiên Quân đã mất đi gần hết. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Thiên Quân lại thay đổi trận thế các quân, các đứt phù văn đại đạo của độc đạo, chẳng lâu sau đã cắt đứt được phù văn độc đạo trong cơ thể của các tướng sĩ cấp quân luyện hóa thành cho mục thiên tôn ta cho ngươi mở mang kiến thức về bí ẩn cuối cùng của đạo trận pháp hàn thiên quân quát lớn bảy ong hình lập phương đột nhiên chen trúc sông về phía năm hàn thiên quân vô số hình lập phương và thần ma trong cơ thể lập phương ảo ảo va chạm kết hợp vây quanh năm vị hàn thiên quân tạo thành một trận thế hình người năm vị hàn thiên quân chậm rãi đứng lên dáng người cao ngày càng cao càng lúc càng lớn mục thiền tôn năm vị hàn thiền quân kia cao như núi đồi nhìn xuống tần mục giọng nói nổ vang đinh tai nhức óc là tiểu bối một chân thắn bé nhỏ không đáng kể vậy mà lại có thể buộc ta thi triển pháp môn chiến đấu của đạo trận pháp ngươi có thể kiêu ngạo được rồi đấy hình dạng của năm người khổng lồ này và trận pháp trong cơ thể biến hóa liên tục vào giờ khác này mỗi một vị thần nhân tạo ra nền tảng phù văn trận pháp không hề giống nhau mỗi người trong số họ giống như các hạt cơ bản tạo nền cơ thể con người nguyên khí đi qua họ và chảy trong cơ thể của người khổng lồ loại pháp lực này đổi kịp với cường giả đế tọa không chỉ như thế thần thức của bọn họ cũng đang được dung hợp thành một thể vào giờ khắc này thần thông của bọn họ biến thành một phần của đại thán thông đây là lần đầu tiên tần mục nhìn thấy có người thật sự có thể tu luyện trận pháp tới trình độ này không khỏi tán thưởng nếu Mù gia gia gặp phải cường giả tuyệt tình của đạo trận pháp như hàn thiên quân ở nơi đây thì chắc chắn sẽ hoan hô nhảy nhót giống như một đứa trẻ sau đó dùng trận pháp quang minh chính đại đánh bại hắn có điều ta không phải là mù gia gia hắn không lùi trái lại còn tiến lên lao về phía một hàn thiên quân trong số đó hắn vừa tăng tốc vừa thể hiện triệt để lĩnh vực thần tàng của bản thân hàn thiên quân quá mạnh nhưng đồng thời cũng kích thích ý chí chiến đấu của hắn lĩnh vực thần tàng của hắn triển khai ra huyền đô u đô tứ cực thiên nguyên đô và các thế giới khác hoặc trên hoặc dưới đi đôi với trời sao lộng lẫy nhô lên thiền hà xuyên qua các đại thế giới liên kết từng thế giới thành một thể nơi hắn đặt chân chính là tổ đình 16 thiên cung tạo thành một thiên đình mênh mông từ khi hắn tu luyện thành công từ đầu đến cuối không có cơ hội thi triển ra toàn lực, cho dù là giao chiến cùng với Lâm Hiên, hư sinh hoa thì cũng phải áp chế sức mạnh của bản thân, mà hiện tại, cuối cùng hắn đã có cơ hội thể hiện hoàn toàn thực lực của mình. Trước kia, khi hắn thi triển lĩnh vực thần tàng thì vẫn còn hơi rụt rè, bởi vì nếu như thần tàng bị phá thì sẽ rất khó tu luyện lại. Thần tàng là căn cơ của hắn, nhưng hắn đã lĩnh hội được thần thông bất dịch của Lang Thiên Tôn, trừ khi là một kích chí mạng, nếu không thì cho dù là kẻ nào cũng khó có thể làm cho hắn thật sự bỏ mạng. Hàn Thiên Quân thể xác của ngươi quá lớn sẽ mất đi vẻ linh động mà một thần thông giả nên có tần mục bước vào hư minh xuyên qua từ hư không tránh né công kích đáng sợ của nam vị hàn thiên quân cao giọng cười nói ngươi không có sức mạnh vô cùng cường đại cũng chưa từng nghĩ đến việc trận pháp cần có thời gian vận hành mà ta sẽ không cho ngươi thời gian này thật ra pháp lực của nam vị hàn thiên quân rất nhiều sức mạnh thật sự kinh người bàn tay của hắn mang theo sức mạnh vô đối đánh vào trong hư không tần mục tung người nhảy ra khỏi hư không xuất hiện từ phía sau đầu của một vị hàn thiên quân đánh ra phía sau một chiêu tử mạch hoa gian khách đây là thức thần thông nhập đạo thứ năm của hắn tử mạch hoa gian khách ngón tay hắn run lên một đóa hoa sen hiện lên hoa sen chia làm hai hai chia làm bốn đến khi đến bên cạnh vị hàn thiên quân kia thì đã hóa thành một biển hoa vô số loại hoa dính ở khắp nơi trên thân thể hàn thiên quân những hình lập phương tạo nên thân thể của hàn thiên quân và thần ma trong đó lập tức cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang nhanh chóng bị sói mòn bị những hoa sen kia hấp thu việc tử mạch hoa gian khách giỏi nhất chính là phá hủy thần thông trận pháp của người khác tần mục từng dùng chiêu thán thông này để phá vỡ tất cả cường giả ở long đảo đông cực thiên khiến cho cường giả đông cực thiên không còn sức đánh trả ly hỏa cửu trọng tiểu một vị hàn thiên quân khác nhào tới thân thể run lên vô số hình lập phương từ trên người bay ra hóa thành đại trận ly hỏa cửu trọng tiêu bao phủ vị hàn thiên quân kia thân tàng của tần mục trải rộng hoàn toàn trong 16 tòa thiên cung từng vị nguyên thán đều đồng loạt điều động sức mạnh của thiên cung liên thủ thi triển ra cùng một chiêu thần thông, 16 thiển cung gào thét xoay tròn hóa thành hình dạng của một thái cực đồ, bao phủ Hàn Thiên Quân thứ hai. Vị Hàn Thiên Quân kia vừa mới thi triển ra đại trận ly hòa cửu trọng tiêu để phá giải tử mạch hoa gian khách của Tần Mục, ngay lập tức bị một chiều đại thần thông của Tần Mục bao vây. Mạch khoáng thái cực trong tổ đình của Tần Mục đột nhiên chấn động, nhị khí âm dương của đạo âm dương bộc phát từ trong mạch khoáng thái cực. Thân thể của Hàn Thiên Quân lập tức hóa thành hai luồng khí lưu một đen một trắng, không thể nào dung hợp lại cùng một chỗ hư hình tân thái cực thức thần thông nhập đạo thứ 9 của tần mục thứ gọi là hư hình tân thái cực hư hình là thân sắc phi thăng hư không nhưng mà trong một triều đại thần thông này của tần mục lại không hề phi thăng hư không mà là dùng thái cực hóa kỳ hình biến nó thành nhị khí âm dương nhị khí âm dương đưa vào hư không hoàn toàn hồn phi phách tán không còn tồn tại vị hàn thiền quân kia còn chưa hoàn toàn biến mất ba vị hàn thiên quân khác đã xông vào lĩnh vực thần tàng của tần mục thần thông của bọn họ đánh sập huyền đô phá hủy thân thể thiên công của tần mục thậm chí ngay cả đại đạo cũng bị xóa sổ. Thứ tiếp theo sụp đổ chính là U-đô kẻ bỏ mạng chính là thổ báo của tầng mục. Tiếp theo, nguyên đô nứt, nguyên mộc cãi, thiên âm vỡ, quy khư tắt. Ba vị hàn thiên quân xông vào thần tàng tù đình đánh nát từng thiên cung, cho dù là nguyên thần của tán mục trong thần thức thiền cung cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thần thức của bọn họ bộc phát, phá hủy thần thức thiên cung dễ như trở bàn tay. Cho dù tần mục đã phá hủy ba thân thể của bọn họ, đập tan ba lũy bích trận, bọn họ vẫn chiếm thế thượng phong như trước. Ba vị Hàn Thiên Quân xông đến trung tâm Tổ Đình, hợp lực tấn công Tần Mục ở trung tâm, Tần Mục ra sức chống cự, nhưng ngay sau đó đã bị ba vị Hàn Thiên Quân đánh thành một vũng bùn, cuối cùng cũng chết. Ba vị Hàn Thiên Quân đứng ở trước vũng bùn nhão, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt một vị Hàn Thiên Quân nghiêm trọng, lẩm bẩm nói: "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chân thần ngang tàng như vậy, không ngờ lại phá hủy gần hết binh lực của lũy Bích trận ta, hủy hoại ba chân thần của ta." Đột nhiên một mũi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua thân thể khổng lồ của hắn đâm vào từ phía sau bản thể xuyên qua tới mặt trước của trái tim thanh kiếm này là ứng kiếp kiếm của tần mục nhất kiếm nhập thể trước tiên phá thiên cung của hàn thiên quân sau đó lại đánh gãy thần kiều đập nát thiên nhân phá sinh tử phá hủy hết tất cả các thiên cung và thần tàng của hắn liền một mạch thần tàng và thiên cung của hắn sụp đổ thân xác cũng ẩm ẩm nổ tung bị sức mạnh trong cơ thể chấn động thành bột mịn tuy nhiên bản thân hàn thiên quân đã tu luyện đến trình độ dùng trận nhập đạo trận văn không mất đi hắn sẽ không chết có thể được trùng tu lại bất cứ lúc nào. Có thể nói, Hàn Thiên Quân chính là khắc tinh của chiêu thức kiếp kiếm thứ ba trong ứng kiếp kiếm của Tần Mục. Tuy nhiên, bản lĩnh của Tần Mục cũng không chỉ có như thế. Cùng lúc kiếm của hắn đâm vào cơ thể của Hàn Thiên Quân, hắn còn đặc biệt khống chế phù văn đại đạo của phù văn lũy bích trận đánh vào trong cơ thể Hàn Thiên Quân, khiến cho đại đạo trận pháp của Hàn Thiên Quân không thể nào phát huy được. Lại một vị Hàn Thiên Tôn sụp đổ tan rã, thân tử đạo tiêu, hai vị Hàn Thiên Quân khác thầm kinh ngạc, vội vàng quay lại để xem thanh kiếm này từ đâu ra bọn họ không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì trong lòng đã lạnh buốt cả lên, chỉ nhìn thấy lĩnh vực thần tàng bị bọn họ tàn phá đến hoang tàn, lúc này đây đã khôi phục hoàn toàn, từng thiên cung trôi bồng bềnh tạo thành thiên đình, nguyên thần của tần mục lại hiện ra, nhật, nguyệt, tinh thần và huyền đô trên bầu trời lại xuất hiện, đại lục nguyên đô diễn sinh, thậm chí còn nhanh hơn cả đất sinh trường, nguyên mộc cũng tự mình xanh um tươi tốt, trời đất nối liền, hết thứ này đến thứ khác, cứ chưa từng bị phá hủy, tứ cực thiên, u đô, thiên âm, huyền đô, thậm chí cả tổ đình vẫn giống hệt như trước đây thiên hà rộng lớn xuyên qua từng thế giới từng vị cổ thần của tần mục đứng sừng sững trên lãnh địa của từng người kiểm soát quy tắc đạo pháp trong lĩnh vực thần tàng mà thanh kiếm kia vừa rồi chính là một đại thần thông phát sinh từ trong thần tàng của hàn thân tần mục hàn thiên quân người tổng cộng có bao nhiêu chân thân một giọng nói vang lên hai vị hàn thiên quân vội vàng quay đầu lại chỉ thấy tần mục vừa nãy bị bọn họ đánh thành vũng bùn vậy mà lại đang đứng trước mặt bọn họ một cách yên lành mà vũng bùn trên mặt đất đã không cánh mà bay Tần Mục vẫn ở trạng thái hoàn hảo nhất, dường như không hề tiêu hao một chút sinh lực nào, cũng không phải chịu thương tích nào, hai vị Hàn Thiên Quân lập tức giật lùi lại về cùng một phía, thân thể va chạm với nhau, hai vị Hàn Thiên Quân hợp lại làm một, lũy Bích trận cũng hợp lại với nhau, biến thành một người khổng lồ càng thêm to lớn hơn, thực lực của người khổng lồ này càng mạnh hơn, cuối cùng hai lũy Bích trận cũng dung hợp lại với nhau, tuy rằng tốc độ phản ứng của thần thông chậm hơn, nhưng uy lực của thần thông lại vô cùng kinh người, một đòn hạ xuống đã đánh thủng lĩnh vực thần tàng của Tần Mục chạy như điên ra bên ngoài từ cái lỗ thủng đó hắn không dám hiếu chiến nếu còn sáu chân thân như trước đây thì hắn còn dám chiến đấu nhưng bây giờ bốn chân thân đã chết trong tay tần mục hắn sẽ chẳng dám hiến mạng nữa hai tay tần mục đan chéo 16 thiên cung xoay tròn biến thành thái cực đồ bao phủ hàn thiên quân đây cũng là một thức thần thông của hư hình tân thái cực trong vô số hình lập phương trong cơ thể hàn thiên quân từng vị thần ma trong lũy bích trận đã bị đồng hóa thành nhị khí âm dương đang điên cuồng thoát ra khỏi cơ thể hắn ta hàn thiên quân nhanh chóng thu nhỏ lại chẳng bao lâu đã nhỏ đi một thước, thế nhưng ngay sau đó, thần thông của hắn bùng nổ, một đòn đánh thủng ba thiên cung, đập tan tành ba tòa thiên cung và ba vị nguyên thần của tần mục trong đó, đồng thời bỏ chạy, tần mục cũng bị hắn làm cho sửng sốt, sau đó vung tay lên, một kiếm cắt đứt 33 trọng thiên đâm vào giữa lưng của hàn thiên quân, hàn thiên quân gào thét, vung tay về phía sau, cánh tay bị chặt đứt thành 33 phần ngay lập tức, hắn tiếp tục chạy như điên về phía trước, những thần ma tạo thành cánh tay trong lũy bích trận bị hắn vứt bỏ. Lũy Bích Trận là một nhóm đại quân của thiên đình, tu vi của thần ma cũng không phải quá cao, phần lớn chân thần, thiên thần cảnh giới giao trì, kẻ chết thì cũng chết rồi, không quan trọng bằng tính mạng của hắn. Thổ bá trong u đô của tần mục lại hiện ra, hắn sử dụng minh hà như một cây roi để cuốn lễ hàn thiên quân, cắt mất ba hồn bảy vía của đại quân Lũy Bích Trận. Thiên công của tần mục hiện ra từ trên bầu trời, hắn vừa dương tay là 49 thần thông thiên đạo làm nổ tung ầm ầm toàn bộ thân thể của hàn thiên quân thiên hỏa thiêu đốt những thần ma trong lũy bích trận đến hồn phi phách tán nguyên mộc lướt đến quét hắn đến rách ra hở thịt bốn vị cổ thần trong tứ cực thiên của tần mục biến thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chém giết điên cuồng chu thiên tinh đấu chính thần bố trí thiên la địa võng thiên âm của tần mục dùng một đòn đánh tan hàng nghìn nguyên thần thần ma nhưng cho dù như vậy tốc độ của hàn thiên quân vẫn càng ngày càng nhanh nơi nào đi qua nguyên mộc gãy minh hà nổ tung thiên âm của tần mục mất mạng cổ thần trong tứ cực thiên của tần mục đứt đầu từ trạng vô cùng thanh thảm ngay cả thiên công của tần mục cũng bị hắn công kích rơi xuống khỏi huyền đô tần mục thầm thở dài thực lực của ta còn không đủ tuy rằng đã tới thần thông nhưng cảnh giới tu vi của ta chưa tới có thể đánh bại hàn thiên quân nhưng chắc chắn không thể giết hắn hàn thiên quân xông xáo liều lĩnh xông ra khỏi lĩnh vực thần tàng của tần mục cướp đường tháo chạy lạnh lùng nói mục thiên tôn người đã gây thủ chuốc oán với ta chờ ta hồi phục sức lực thì sẽ khiến người vĩnh viễn không thể siêu sinh còn chưa kịp nói hết câu hắn đột nhiên dừng lại chỉ nhìn thấy ở phía trước mặt hắn là một vị phật đã có tướng mạo khôi ngô tuấn tú đang đứng ở đó người này chính là đế thích thiên lý du nhiên trong khoảng thời gian tần mục và hắn giao chiến đế thích thiên lý du nhiên đã sửa chữa lại thuyền bình hạn cơ thể của hàn thiên tôn quá lớn không thể dừng quán tính của cơ thể lại đành phải cắn răng lao về phía trước hình lập phương bị khắp toàn thân đánh nát không ngừng rơi xuống vì bị tổn hại trong lĩnh vực thần tàng thần ma của lũy bích trận trong hình lập phương ảnh hưởng đến hoạt động của lũy bích trận thế nên bị hắn vứt bỏ không thương tiếc. Vẻ mặt của đế thích thiên lý du nhiên uy nghiêm, nhìn hắn ngày càng tiến lại gần, trên mặt Phật đà lộ ra vẻ vô cùng tức giận, toàn thân bốc cháy hừng hực lên lửa giận của Minh Vương. Đáng lẽ hắn có duyên với Phật Pháp, chẳng qua tình cảm trong lòng khó lòng hiểu được. Mãi cho đến khi tộc nhân bị tấn công, hắn vẫn luôn cho rằng xích đế tể hạ du là người đã giết tộc nhân của hắn, cho nên hắn mới hướng hết tâm tư về Phật giới, không ngờ lại là Hàn Thiên Quân ra tay giá họa cho xích đế. Hàn Thiên Quân, không phải người muốn xem tại sao ta được gọi là thiên vương chiến tranh sao? Sự tức giận trên khuôn mặt của đế thích thiên lý dương nhiên chỉ là một phần vạn cơn giận trong lòng của hắn. Lúc này đây, cơn giận ấy bùng lên. Phật tính của hắn, tu vi Phật đạo của hắn, toàn bộ Phật pháp của hắn, tất cả đều hóa thành minh vương nộ hỏa. Ngọn lửa thiêu đốt không chung, không gian bị bóp méo. Phía trong ngọn lửa đó, tần mục nhìn thấy vô số bóng dáng của Phật đà. Những vị Phật đà đó bỗng trở nên nên hung ác trong cơn tịnh nộ. Đó không còn giống như Phật nữa mà giống như Phật và Ma Sen hơn cơn giận hóa thành minh vương nộ hỏa của hắn ấy như ngọn lửa trong bếp lò của thợ rèn ngọn lửa đỏ ngọn lửa xanh ngọn lửa trắng đủ loại màu sắc hắn nghênh đón hàn thiên quân minh vương nộ hỏa khiến khuôn mặt hắn ta vặn vẹo không còn khôi ngô nữa khiến cho cấu trúc cơ thể của hắn cũng xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ sinh ra một nghìn cánh tay linh khí của hắn cũng không còn là thiền trượng không còn là Phật châu nữa mà là một chiếc búa lưỡi kiếm trường thương giáo mác tất cả những vũ khí hắn có thể rèn được hàng nghìn cánh tay hàng nghìn thần binh đây là trang bị minh vương của hắn ban đầu hắn là một thiên công một thiên công rèn vũ khí cho khai hoàng mặc dù là một thợ rèn nhưng lại có khuôn mặt khôi ngô cuộc đời này của hắn đã chế tạo quá nhiều vũ khí ngay cả vô ưu kiếm vô ưu hương của khai hoàng cũng là do hắn chế tạo với tư cách là một thiên công hiểu rõ thuộc tính và đặc tính của từng loại vũ khí là chuyên môn của hắn chuyện hắn có thể trở thành thiên vương chiến tranh ngoài nguyên nhân có thể rèn được tuyệt thế thần binh để trang bị cho thần nhân dưới trướng của khai hoàng ra một nguyên nhân khác chính là khi Lý Du Nhiên tức giận cầm lấy thần binh lợi khí do hắn luyện chế, hắn sẽ biến thành một tên ba vương đáng sợ. Chắc chắn Lý Du Nhiên là một cỗ máy chiến đấu, một cỗ máy giết người trong trạng thái này. Hàn Thiên Quân nghênh đón đế thích thiên Lý Du Nhiên, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, những binh khí đáng sợ đang ở trong tay của Lý Du Nhiên đó có mũi nhọn và độ sắc bén chưa từng thấy, cứa vào người hắn như dao cắt đậu phụ, giống như là đầu bếp dốc thịt trâu, trận pháp đáng tự hào của hắn gặp phải đao phủ thần binh của Lý Du Nhiên cũng dễ dàng bị cắt ra tháo gỡ, tách rời, vèn vẹn chỉ trong một lần đối mặt, hắn đã bị lột bỏ hết tất cả các hình lập phương của lũy bích trận, chân thân hiện ra trước mặt Lý Du Nhiên, hắn giơ tay lên ngăn cản, nhưng nhìn lưỡi thần binh hạ xuống, Hàn Thiên Quân nghe thấy âm thanh xương cốt của chính mình tan vỡ, nghe thấy âm thanh xương sọ của bản thân bị bổ ra, thậm chí hắn còn nghe thấy âm thanh của phù văn đại đạo bị gõ vỡ thành từng mảnh trong cơ thể của hắn lý du nhiên giống như một vị ma vương điên cuồng có nghìn tay trong tay đang cầm hàng nghìn thần binh lợi khí điên cuồng đập vào người hắn, đập hắn, đánh bẹp hắn, đánh vỡ hắn, xem hắn như một cục sắt cứng, đánh bẹp cọ tròn nó. Phù văn trận đạo trong cơ thể của Hàn Thiên Quân bùm bùm nổ tung, hắn muốn khôi phục thân xác, nhưng cho dù khôi phục như thế nào đi nữa cũng đều sẽ lại bị đánh nát. Không chỉ như thế, khả năng hắn có thể điều khiển phù văn trận đạo ngày càng ít, những phù văn đó đã bị đế thích thiên lý du nhiên đánh nát, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, hắn muốn xin tha thứ, muốn bảo vệ tính mạng, nhưng lúc này bất cứ lời nói nào cũng không thể nói ra được tần mục đứng ở phía xa yên lặng nhìn cảnh này lý du nhiên đã đập mặt đất thành một cái hố lớn mà đáy hố của hố lớn là bề mặt vô cùng bằng phẳng đây là một kỹ năng cơ bản của thợ rèn mà những kỹ năng cơ bản của lý du nhiên là vững chắc nhất hàn thiên quân đã bị đập thành một mảnh giấy mỏng vô cùng mỏng gần như không có độ dày nhưng lý du nhiên vẫn nổi giận đùng đùng điên cuồng đánh xuống trong cơn tức giận của hắn không có bất kỳ phật tâm bất kỳ phật tính nào chỉ có cơn đại phẫn nộ vô biên hắn là minh vương phẫn nộ một lúc lâu sau cuối cùng tiếng đập ầm ầm cũng dừng lại lý du nhiên ngẩng đầu lên trong minh vương nộ hòa bừng bừng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hai hàng hòa lệ trong mắt chảy xuống là một minh vương hắn đã không thể nào còn khóc được nữa tần mục nhìn thấy phía sau ngọn lửa xuất hiện một mảng thiên cung cũng là nộ hòa bừng bừng toàn bộ thiên cung đều đang trong nộ hòa trước lang tiêu điện không có ai lúc này nguyên thần của đế thích thiên lý du nhiên đang ngồi trên đế tọa vẻ mặt tức giận nhưng ánh mắt lại bi thương hắn không trở thành đế thông qua phật pháp hắn trở thành đế thông qua sự phẫn nộ vào ngày này trên thế giới mất đi một vị phật đà nhiều thêm một vị cường giả đế tọa tần mà tiến lên đế thích thiên lý du nhiên trong hố từ từ bay lên đáp xuống mặt đất minh vương nộ hòa trên người của hắn càng ngày càng nhỏ ngọn lửa cũng không còn mạnh nữa nhưng trước sau vẫn chưa từng dập tắt hắn cũng không khôi phục lại được khuôn mặt tuấn tú trước đây khuôn mặt của hắn lộ ra có chút gớm ghiếc hiện tại người là đế thích thiên hay là lý du nhiên tần mục hỏi hay là nói ngươi là thiên vương chiến tranh Ta ư? Ừ. Lý Du Nhiên tản ra hàng nghìn cánh tay, cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang bốc lên minh vương nộ hòa của bản thân, đôi tay này không còn trắng nõn và thanh tú như trước nữa, mà là thô ráp và đầy vết chai, sau đó, hắn ngẩng đầu lên một cách bình tĩnh, giọng nói hơi nặng nề, "Ta là minh vương chiến đấu." Tần Mục thở dài, "Lão Phật dạy cho ngươi vô lượng kiếp kinh là hy vọng ngươi có thể tiếp thu Phật pháp, trở thành Phật đà, người có Phật tâm có Phật tính, hắn không hy vọng ngươi biến Phật tâm và Phật tính thành một thân lửa giận dữ, Phật pháp không thể cứu chúng sinh." ngay cả tự giải thoát cũng khó. Lý Du Nhiên đi về phía thuyền bình ngạn. Bây giờ ta cứ như thế này thì tốt hơn. Tần Mục giật mình, cất bước đi theo hắn. Hắn hiểu rõ, Lý Du Nhiên của hiện tại không còn là thiên công Lý Du Nhiên của trước kia nữa. Lý Du Nhiên phong lưu phóng khoáng, tướng mạo khôi ngô, tài hoa cực độ. Hắn cũng không còn là Đế thích Thiên Vương Phật nữa. Đế thích Thiên Vương Phật một thân bạch y, khôi ngô thanh tú, tướng mạo trang nghiêm, nói nàng tào nhã hải hước mà ẩn chứa sắc bén. Hiện tại hắn là minh vương chiến đấu dưới trướng Khai Hoàng hắn muốn lái thuyền bỉ ngạn chở chiến hữu của mình tiến về phía vùng đất thái hư tiến về phía vô ưu hương đi chiến đấu đi trả thù đi đốt cháy thỏa thích minh vương nộ hỏa của bản thân trong lòng hắn không có tình yêu chỉ có khát vọng chiến đấu trả thù khoảnh khắc đại Phạm thiên vương phật truyền dạy vô lượng kiếp kinh cho hắn phải chăng đã tính trước đến ngày hôm nay tần mục sững sờ đứng trên thuyền bỉ ngạn chiếc thuyền chiến khổng lồ này nhẹ nhàng dừng lại từng lò đan vô cùng to lớn thắp lên ánh sáng ấy là ngọn lửa đẩy chiếc tàu chiến khổng lồ này về phía trước lý du nhiên trở thành đế thích thiên đó là hiệu quả của phật pháp đế thích thiên trở thành thiên vương chiến tranh là hiệu quả của vô lượng kiếp kinh đế thích thiên lý du nhiên vừa mới tu bổ thuyền bình ngạn trong giấc mơ của mình hóa thành hàng nghìn người trong mơ mà sự xuất hiện của hàn thiên quân khiến vô số bản thân trong giấc mơ của hắn chỉ còn biết phẫn nộ và báo thù tần mục nhìn thần nhân trong ngọn lửa nắm trong tay tinh bàn điều khiển thuyền bình ngạn thầm nói một giấc mộng một thế giới một thế giới là một kiếp hắn ở trong mộng chỉ còn thừa lại phẫn nộ và báo thù khi tỉnh lại đã là Minh Vương phẫn nộ, nói cách khác, từ đầu đến cuối hắn chưa từng tỉnh lại, cũng không bằng lòng tỉnh lại, vô lượng kiếp kinh của đại phạn Thiên Vương Phật quá kỳ diệu, vậy mà lại ảnh hưởng đến tâm cảnh của một người, hình thái của một người, mọi người tu luyện vô lượng kiếp kinh đều có lĩnh ngộ khác nhau, đế thích Thiên Lý Du Nhiên trở thành Minh Vương chiến đấu trong lần nhập mộng này, tu thành cảnh giới đế tọa, tu vi tâm cảnh của đại phạn Vương sâu không thể dò, trí tuệ cũng không thể lường được, thực sự có thể nhìn thấy trước được tương lai của đế thích Thiên Vương Phật tốc độ của thuyền bì ngạn dần dần tăng lên đột nhiên vô số phù văn ở bên ngoài thân thuyền sáng lên từng cái một mà phù văn bên ngoài thân thuyền chỉ là một phần của toàn bộ phù văn trên thuyền trên thực tế còn có vô số phù văn vô cùng phức tạp bên trong thân thuyền dù gì đây cũng là chiếc thuyền bị thiên đình phong ấn nguyên nhân cũng là do không có cách nào không thể sửa chữa hoàn thiện thuyền bì ngạn cho dù là nguyên mẫu phu nhân thạch kỳ la cũng không thể tái tạo lại thuyền bì ngạn chờ cho đến khi tất cả phù văn trên thuyền sáng lên đột nhiên chiếc thuyền nhẹ nhàng chìm xuống tiến vào một thời không khác, nơi này là Udo. Ngay cả khi Tần Mục có được tất cả bản vẽ của thuyền Vì ngạn, hắn cũng sẽ không thể kiềm nổi mà ca ngợi không thôi trước cái nền văn minh của thời đại khai hoàng. Một chiếc thuyền to lớn như thế, cấu trúc lại phức tạp biết bao, bất kỳ sai lầm nào thì đều không thể khởi động được chiếc thuyền này. Nhưng mà những thiên công ở thời đại đó đã có thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng như bất khả thi này, làm đến mức không có chút sơ hở nào. Quả thật là đáng khen ngợi. Mặc dù số lượng thiên công ở Diên Khang ta nhiều nhưng sự hợp tác tổng thể vẫn còn chưa bằng khai hoàng đợi cho đến khi diên khang có thể rèn được đồ vật to lớn như vậy thế thì sẽ có được sức mạnh chiến đấu với thiên đình hắn nghĩ đến đây trong lòng nói tuy không có khả năng đành một trận với thiên đình thế nhưng ít nhất cũng có thực lực để chiến đấu phía trước phong đô đang ở ngay phía trước thế giới được biến đổi bởi sừng của thổ bá đã tách rời khỏi thiên âm giới đến u đô khi thuyền bị ngạn chạy đến phong đô thế giới rộng lớn này đã trở nên nhỏ bé hơn không biết bao nhiêu lần dưới sự trấn áp của đám cường giả đến dịch nguyệt thiên sư võ đấu và thiên sư ngư phu nhưng ngay cả như vậy phong độ vẫn vô cùng to lớn phong độ bay đến đáp xuống thuyền vì ngạn thánh nhân tiểu phu thấy tần mục cũng đang ở trên thuyền sắc mặt tối sầm lại không biết là vì không muốn hắn đi tới vùng đất thái hư không hay là vì hắn còn nhớ tần mục đã đánh bay hắn người cũng muốn tới thái hư ư thánh nhân tiểu phu hừ một tiếng vẻ mặt bình tĩnh nói người tới thái hư làm gì ta là thiên tôn của thiên minh đương nhiên tới thái hư là để giúp thiên đình tiêu diệt những loạn đảng như các người rồi tần mục oai phong lẫm liệt nói thánh nhân tiểu phu rất không vừa lòng quát mắng nói ngươi lại làm loạn rồi ngươi gánh vác số phận của diên khang nếu như xuất hiện trên chiến trường mười thiên tôn còn có thể tha thứ cho diên khang sao quay về đi tần mục cười nói ta tinh thông thuật tạo hóa chẳng phải việc không muốn để người ta nhận ra rất dễ dàng sao thánh nhân tiểu phu chán nản thần nhân ở thiên đình vực ngoại xuất hiện liên tục có rất nhiều người tài giỏi còn có không ít người tu luyện các loại thần nhãn ngươi cho rằng thật sự không ai có thể nhìn thấu thuật tạo hóa của ngươi sao tần mục thuyết phục nói Lão sư yên tâm, cho dù nhận ra được, ta không thừa nhận thì bọn họ còn có thể làm gì đây? Cãi lại là được mà, hơn nữa, lần này ta tới đánh đám loạn đảng các ngươi sẽ không sảng bậy. Mục Thiên Tôn của Thiên Đình chính khí lẫm liệt, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại dũng cảm sông lên tiền tuyến, chiến đấu hết mình với tần nghiệp, đám nghịch tặc lãng uyển, thánh nhân tiểu phu trợn trừng mất. Trải qua một lúc, Bất Đắc Sĩ nói, ngươi học được cách tranh luận chưa? Mà thôi, ta không quản nổi ngươi. Tần Mục ở lại thuyền vì ngạn, đột nhiên thuyền bị ngạn đi vào hư không dần dần mất hẳn trong u đô tần mục vẫn không khỏi ca ngợi kỹ năng nghề nghiệp rèn đúc của thời đại khai hoàng mỗi thời đại trong lịch sử đều có sở trường riêng thời đại long hán là thời đại vỡ lòng các loại thần thông đạo pháp liên tiếp xuất hiện hệ thống thần tàng thiên cung cũng được hình thành và phát triển trong thời đại đó ở thời đại xích minh thì lại tinh thông về nguyên thần thể xác tu luyện nguyên thần thể xác trở nên vô cùng mạnh mẽ thời đại thượng hoàng là thời đại đạo pháp thần thông thành công rực rỡ cường giả đế tọa xuất hiện nhiều nhất trong thời đại thượng hoàng chỉ riêng nguyên giới đã có ít nhất 30 vị cường giả đế tọa, thời đại khai hoàng đã để lại rất nhiều trọng khí thần binh, chẳng hạn như vô ưu hương, vô ưu kiếm, thuyền bỉ ngạn, thiên công có được coi trọng nhất trong thời đại này, thời gian của thời đại diên khang trước mắt vẫn còn ngán ngủi, không thịnh vượng như bốn thời đại trước, vùng đất thái hư, bởi vì chỉ có hỏa thiên tôn và hư thiên tôn chấn thủ, cho nên chiến sự giữa hai bên đã bước vào thế giằng co, đánh tiêu hao, hai bên xây dựng thành trì, tấn công lẫn nhau bởi vì hỏa thiên tôn và hư thiên tôn phải đối diện với hai đại cường giả khai hoàng là tần nghiệp và lãng uyển thần vương cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cộng thêm vùng đất thái hư còn có u đô thái hư tiểu thổ bá ở u đô này là một chủ nhân không công bằng cho nên không thể đánh chiếm u đô thái hư chỉ có thể tiêu hao số lượng người của tạo vật chủ của vô yêu hương và thuyền bì ngạn không sánh được với thiên đình nếu chấp nhận tiêu hao thì chắc hẳn tần nghiệp và lãng uyển sẽ không thể chịu nổi thiên âm từ xuất lĩnh đại quân bắc thiên và minh đô tiến vào tiểu u đô chấn nhiếp tần phượng thanh chiến tuyến kéo dài đến tận u đô thái hư mà ở vùng đất thái hư có thêm nhiều đại quân đông nghìn nghìn khắp nơi ai nấy hạ doanh địa tu luyện thành trì tứ đại thiên sư và tứ đại thiên vương của thiên đình mỗi người chỉ huy một nhánh đại quân còn có thiên hà thủy sư dẫn nước của thiên hà để thiên hà xuống thái hư tấn công từ đường thủy thiên hà tiến vào thái hư việc vận chuyển vật tư dễ dàng hơn rất nhiều nhưng thiên đình vẫn cần trọng binh để trấn thủ thiên hà sử dụng thần khí tứ đế mới chế tạo để chấn áp sự sụp đổ của hư không tiêu tốn rất nhiều tài lực và sức người. Cuộc chiến này đã bị kéo dài trong vài năm, hai bên tấn công lẫn nhau, giành nhau chiến thắng, chẳng qua khai chiến quy mô lớn đối với cả hai bên mà nói thì đều khó mà chịu nổi, quá nhiều thương vong. Vì vậy, khai chiến quy mô lớn chỉ diễn ra trong hai năm đầu tiên, tạo vật chủ của thiên đình. Vô ưu hương và bỉ ngạn hư không đều bị tổn thất rất lớn, tứ đại thiên sư của thiên đình bị thiên sư thần bí của đối phương khắc chế, tất cả toàn bộ mưu kế, trận pháp, tất cả đều bị đối phương phá vỡ. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim, thậm chí ngay cả tính cách của các thiên sư, bên đối phương cũng nắm rõ như lòng bàn tay, cho dù là đối đầu trước mặt trận hay là tập kích bất ngờ chặn đứng quân nhu và lương thực đều không phải là đối thủ của người đó, mà vô ưu hương và bỉ ngạn hư không chịu tổn thất về binh lực kém xa so với thiên đình. Thương Bình ẩn bày binh bố trận quang minh chính đại, không bao giờ vòng vo quanh co, từ trước đến nay luôn luôn vây quét đối thủ bằng binh lực vượt trội nhất, nhưng cũng bởi vậy mà vô ưu hướng và bỉ ngạn hư không cũng bị ngốn không ít binh lực mà ông thiên tử tấn công u đô thái hư thậm chí còn tấn công vào cô hư không một lần nếu không phải tiểu thổ bá tần phượng thanh mạnh mẽ chiến đấu còn có con cháu tần gia khiêng quan tài đến liều mạng đánh nhau nếu không sẽ hoàn toàn không còn cách nào có thể lấy lại u đô thái hư về sau do mặt trận của hai bên đều bị kéo ra rất xa cho nên chỉ có thể quấy rối ở quy mô nhỏ vùng đất thái hư quá rộng lớn biên cương vô tận xây dựng thần thành chế tạo cửa ải hiểm yếu là sự lựa chọn tất yếu của đôi bên mà ở những khu vực khác không có thành trì quan ải sẽ là nơi tranh đấu của thần ma và thần thông giả của đôi bên thường có cả thần ma và thần thông giả của hai bên lang thang tìm giết đối thủ lấy cơ hội để lập công lúc này trọng tâm của cuộc tranh đấu giữa hai bên đã trở thành lĩnh vực thần thức vô thượng với việc thân xác của thái đế và thân xác của các trưởng lão tộc trưởng các tộc của tạo vật chủ đang ở nơi đó cả hai bên đều rơi vào tình thế bắt buộc chẳng qua lĩnh vực thần thức vô thượng vô cùng đáng sợ cho dù ai bước vào đó đều sẽ bị đồng hóa từ lập thể chuyển thành mặt phẳng rồi thành một điểm, đạt đến trung tâm của lĩnh vực thần thức, ngay cả thiên tôn cũng sẽ bị thời không cố định đóng băng. Do đó, mặc dù binh lực của cả hai bên đang để mắt đến lĩnh vực thần thức vô thượng, nhưng không ai dám tùy tiện bước chân vào. Vào ngày này, gần 100 lá cờ lớn phần phật được dương lên, đang kề sát mặt đất bay với tốc độ nhanh, lướt qua từng núi non sông hồ, cách lĩnh vực thần thức vô thượng không xa. Gần trăm lá cờ này đột nhiên hạ xuống đất, trải dài bất động trên mặt đất, đồng hóa với mặt đất, nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không thể tìm thấy những lá cờ lớn này trên bầu trời hàng chục vị thần ma của vô ưu hương khiêng theo một chiếc quan tài sáng bóng từ trên bầu trời bay qua đôi mắt của hàng chục vị thần ma đó giống như những ngọn đuốc ánh mắt như chùm ánh sáng chiếu xuống từ trên bầu trời tuần tra một vòng sau đó bỏ đi đến khi đi xa mặt đất dao động gần một trăm lá cờ lớn chậm rãi xuất hiện rõ ràng sau đó lại tự mình phấp phối bay về phía trước đột nhiên từng lá cờ lớn dựng thẳng đứng mặt cờ nhanh chóng cuộn lại biến thành từng thiếu nữ có lẽ kẻ bay qua vừa rồi là một tên cầm đầu đến từ vô ưu hương hắn tên là phòng do cơ là thái tử thiếu bảo của nghịch tạc tần nghiệp nữ tử dẫn đầu quan sát xung quanh vô cùng điềm đạm nói có điều mục đích của chúng ta đến đây không phải là hắn mà là thân xác của thái đế không cần phải xung đột với hắn nàng lấy một chiếc gương ra chiếu vào mặt đất sau khi tuần tra một vòng thì nàng đột nhiên thấy cái hồ phía trước mở ra nước xiết chảy sang hai bên biến cả cái hồ thành một con mắt khổng lồ con mắt to chuyển động ủng ục một lát con người lập tức co rút lại tập trung lên người của những nữ tử đó nữ tử dùng một chiếc gương sáng chiếu vào con mắt nhãn cầu khổng lồ quay tròn từng phù văn hư không kỳ lạ xuất hiện trong con người sau đó con mắt từ từ lớn lên biến thành một thứ khổng lồ cao vút trên tầng mây dùng sức hất tung ngọn núi ở phía sau lưng hư không thú còn hư không thú này là do tiên linh la tiêu mang ra từ trong tổ đình la tiêu còn cho rằng bản thân đã hàng phục được hư không thú nhưng hắn không ngờ rằng kẻ hàng phục hư không thú không phải hắn mà là thái đế khi đó vân thiên tôn cho rằng hư không thú này là thú cưỡi của la tiêu cho nên đã đưa hư không thú vào Thái hư, cũng vì vậy Thái đế mới biết rằng tạo vật chủ còn sót lại ẩn náu ở đây, cơ thể của hư không thú dung nhập vào hư không, khó có thể phát hiện ra từ xa, dẫn bọn ta đi tìm Thái đế, nữ tử thu gương lại, trầm trọng nói, cơ thể của hư không thú ngày càng trở nên nhạt hơn, bước đến lĩnh vực thần thức vô thượng, gần 100 vị nữ tử, tất cả đều mặc trang phục cung điện màu xanh xám, nhanh chóng đi theo hư không thú, một vị nữ tử nhìn vào hư không thú có cơ thể đang dung nhập vào hư không, thấp giọng nói, tiết lệnh nhân lần này chúng ta vào đây mà không báo cho hai vị thiên tôn, liệu có liều lĩnh quá hay không? Tết lệnh nhân cười nói, nói cho hai vị thiên tôn, nếu nói cho hai vị thiên tôn thì chẳng phải sau khi chúng ta trở về sẽ bị thiên phi nương nương đánh chết sao? Nương nương lệnh cho chúng ta lẻn vào nơi này làm việc, chắc chắn mưu đồ không nhỏ, chúng ta là người bên cạnh của nương nương, ngày bình thường đều là nương nương dạy dỗ chúng ta tu luyện, nương nương đối xử với chúng ta như đệ tử, truyền thụ thần thông đạo Pháp, đương nhiên chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm việc vì nương nương thân thể của các nàng dần dần hư hóa biến thành những nữ tử được tạo thành từ những khối lập phương rất cổ quái tết lệnh nhân tiếp tục nói mối quan hệ giữa các thiên tôn không hòa thuận mỗi người có suy nghĩ riêng nói cho hai vị thiên tôn sẽ làm hỏng kế hoạch lớn của nương nương chuyến đi mang theo trí bảo mà nương nương luyện chế của chúng ta chỉ có thể thành công không được phép thất bại các nàng đi theo hư không thú đi tới tầng thứ hai của lĩnh vực thần thức vô thượng thân thể của các nàng từ hình lập phương biến thành những người giấy mỏng manh ngay sau đó các nàng lại biến thành những đốm sáng bay lên trời Cuối cùng, các nàng đi theo hư không thú đi vào bên trong cùng của lĩnh vực thần thức vô thượng, mỗi người đều khôi phục lại chân thân, nhìn về phía đại lục hình hoa sen ở phía xa, nơi đó, từng tạo vật chủ với thân thể khổng lồ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, trường bào màu trắng trông rất tao nhã, thế nhưng lại đứng im giữa không trung, mà thân thể của thái đế là khổng lồ nhất, thân thể này vô cùng vĩ đại, nhưng lại bị vô số sợi rễ to lớn xuyên qua, bị cố định trên đại lục hình hoa sen, không thể động đậy hay di chuyển, khoảng trăm vị nữ tử mỗi người lấy ra một cái túi nhỏ mở túi lấy ra một thần binh khổng lồ từ trong đó thần binh mà các nàng lấy ra đều không giống nhau giống như là từng bộ phận riêng lẻ những bộ phận của thần binh này đều do thần kim của tổ đình rèn đúc phát ra ánh sáng lộng lẫy lạc ấn phủ văn trên đó cũng cực kỳ cổ xưa những cung nữ này đang muốn ghép các bộ phận của thần binh lại với nhau thì đột nhiên nét mặt của tết lệnh nhân thay đổi thấp giọng nói có người đến các nàng vội vàng cởi quần áo mở quần áo ra sau đó hóa thành từng lá cờ lớn kề sát mặt đất hòa làm một thể với mặt đất hư không thú cũng ẩn thân vào bên trong hư không rồi biến mất trong lòng của đám nữ tử vô cùng bối rối tiết lệnh nhân thầm nghĩ hai vị thiên tôn đều biết nơi đây nguy hiểm nên rất ít người đặt chân đến đây sao lại có người tới nơi này được chứ lúc các nàng đang suy đoán hư không đột nhiên rung động dữ dội một con tàu kỳ lạ vô cùng to lớn từ sâu trong hư không lái tới hư không thú vừa mới trốn vào hư không đã bị chiếc tàu lớn kia va vào xương cốt đứt gãy sáu chi bấu lấy mép của chiếc tàu lớn kia vô lực giãy ruộng âm tàu lớn đâm sầm xuống mặt đất của lĩnh vực thần thức vô thượng một cách vô cùng mạnh mẽ sau khi trượt mấy trăm dặm thì khó khăn lắm mới có thể ngừng lại hơn hai trăm con mắt nhỏ từ dưới mặt đất trồi lên lo lắng nhìn chiếc tàu lớn đột nhiên xuất hiện kia đó chính là những nữ tử thủ hạ của từng thiên phi lá cờ của các nàng rất đặc biệt có thể giúp các nàng hòa làm một thể với mặt đất nhưng chỉ cần tâm niệm của họ vừa lay động là có thể tách ra khỏi mặt đất ánh mắt của các nàng tách khỏi mặt đất như thể chúng được mọc trên mặt đất đây chính là một trong số những tuyệt học của từng thiên phi chiếc tàu kia vô cùng to lớn thậm chí còn to hơn rất nhiều thân thể của thái đế người còn đang bị vây khốn trên đại lục hình hoa sen ngay cả lĩnh vực thần thức vô thượng trong nhất thời cũng khó đồng hóa được chiếc tàu lớn này tàu lớn to lớn đâm vào mặt đất mà thứ khiến người ta khiếp sợ hơn là bên trên của chiếc tàu lớn này còn có một đại lục cũng cực kỳ khổng lồ mà con hư không thú kia cũng cực kỳ xui xẻo bị chiếc tàu lớn này nghiền thành hai phần chết oan chết uổng trong lòng đám nữ tử vô cùng lo lắng đây là vũ khí gì đúng vào lúc này một âm thanh vang dội truyền đến tức giận nói hòa thượng ta sớm đã nói với ngươi việc xác định chính xác vị trí rất khó vậy mà ngươi vẫn cứ đánh cược lớn nói nhất định không có việc gì bây giờ thì hay rồi không biết chúng ta đã chạy đến nơi chim không thèm ị nào rồi nữa nơi này cũng tốt mà một thanh âm khác vang lên rất tao nhã giống như là một vị lão tiên sinh đọc nhiều văn thơ không nhanh không chậm nói chạc trà ngươi đừng lúc nào cũng lớn tiếng như vậy thiên vương chiến tranh lựa chọn nơi này là vì lo lắng đè bẹp các đồng liêu ở vùng đất thái hư dù sao hiện tại nơi này cũng là chiến trường lại có thanh âm của một nữ tử vang lên đi vào u đô thái hư không được sao nơi đó hoang vắng chứng nghiện rượu của ta lại tái phát rồi có rượu không ta muốn chém người quá đi ai biết nơi này là nơi nào không ái trà có gì đó rất quái lạ một sức mạnh không biết từ đâu xâm nhập vào thân thể của ta biến ta thành tờ giấy các người cũng bị biến thành tờ giấy nơi này cũng có sức mạnh tuyệt rượu hệt như của tử giả sinh giới ở phong đô của chúng ta ọ mọi người đừng ầm ĩ nữa nghe ta nói nơi này là lĩnh vực thần thức vô thượng, ta đã từng đến, bên kia chính là nơi táng thân của Thái Đế. Trên chiếc tàu lớn kia đều là quái nhân, trong lòng của trăm vị cung nữ đều vô cùng kinh ngạc, lặng lẽ nhắm mắt lại, hòa mình vào mặt đất. Tần Mục đứng trên thuyền bình ngạn, giải thích lai lịch của lĩnh vực thần thức vô thượng cho mọi người, nói, Minh Vương chiến đấu lựa chọn nơi này là chủ ý của ta, U Đô Thái Hư cũng là chiến trường, nếu là ta, ta nhất định sẽ tập trung binh lực đánh chiếm U Đô, lấy được U Đô thì cấp đoạt Thái Hư không khó. Vì để tránh đè bẹp đồng liêu nên không thể đáp xuống U-đô, bởi vậy chỉ có nơi này mới là chỗ hạ cánh an toàn, không cần phải lo lắng sẽ đè bẹp người ở đây. Thiên sư võ đối chạc trà chỉ vào thi thể của hư không thú, cười lạnh nói, không có ai, vậy tên này là thế nào, đột nhiên xuất hiện lại bị chúng ta nghiền chết. Tần mục nhìn thi thể của hư không thú ở dưới thuyền, hơi xấu hổ, cười nói, đây là hư không thú, là tọa kỵ của Thái Đế, nó ở chỗ này để trông coi thi thể của Thái Đế, mọi người không cần lo lắng, nơi này không có những người khác đột nhiên diêm vương hất áo choàng về phía sau hít hà nói nơi này có mùi của người sống có khoảng 100, 108 người vẻ mặt của tần mục đen lại diêm vương tiếp tục nói không phải khí tức của những người trên thuyền nơi này thật sự có những người khác đế dình nguyệt mở thần nhãn ra liếc nhìn bốn phía nhưng không hề phát hiện gì đắc đầu nói ta không nhìn thấy nơi này có ai khác minh đô thiên vương điền thục lấy ra đế khuyết thần đao mặt đao vô cùng sáng rực chiếu dọi bốn phương tám hướng nói nếu như có người nhất định sẽ bị ánh đao của ta soi sáng hay hắn khẽ hẩy lên một tiếng lắc đầu nói đế khuyết thần đao của ta cũng không chiếu được diêm vương duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng vạch một cái ở mi tâm mi tâm nứt ra để lộ ra một con mắt con mắt này của ta được luyện ra dựa trên đại đạo của Udo, nó có thể nhìn thấu hưu minh, tra hồn phách của con người, thứ gì có hồn đều khó mà thoát khỏi sự kiểm xét của ta. Hắn nhìn bốn phía, lắc đầu nói, tuy ta người được khí tức của người sống, nhưng không thể nhìn thấy nơi này có bất kỳ ai. Mọi người đều đi thăm dò nhưng đều không phát hiện được 108 người kia trốn ở chỗ nào. Trong lòng tần mục khẽ động, mở mắt dọc ở mi tâm ra, lướt nhìn bốn phía, cười nói, nếu không có người, vậy trước tiên rời khỏi nơi đây, tập hợp với vô ưu hương. Nếu bị hỏa thiên tôn, hư thiên tôn phát hiện ra chúng ta, chúng ta không ngăn nổi bọn họ, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Chờ một chút, đã tới đây, sao có thể không cắm nén nhang cho thái đế? Hắn lấy ra một bó hương, khoảng 100 cây, nhờ gió đốt cháy, giơ tay lên, khoảng 100 cây hương vù vù bay ra, cắm vào vách núi của lĩnh vực thần thức vô thượng, chỗ mà những cây hương kia cắm đều lập tức có máu tươi cuồn cuộn chảy ra, từng lá cờ lớn hiện ra từ mặt đất, dưới lá cờ xuất hiện rất nhiều thi thể bị che lại, trên trán những nữ thì đều cắm một nén hương, còn đang bốc khói nghi ngút, trên thuyền bỉ ngạn, tất cả mọi người đều giật mình, vừa rồi bọn họ cũng nhìn lướt qua nơi đó, nhưng không thấy có gì, không ngờ Tần Mục lại nhìn ra, Tần Mục nhìn về phía xa, thấp giọng nói, nhìn trang phục hẳn là người trong hậu cung của thiên đình tại sao cung nữ trong hậu cung lại tới nơi này ta tới xem một chút thiên sư võ đấu trà trà tung người bay ra khỏi thuyền bì ngạn không ngờ hắn vừa mới rời khỏi thuyền thân thể đã bắt đầu biến hóa bị lĩnh vực thần thức vô thượng đồng hóa hóa thành một người giấy vô cùng mỏng mảnh thiên sư võ đấu kinh ngạc phát động pháp lực tu vi một tiếng ẩm vang lên hắn lại từ người giấy trở về bản thể cảnh giới của hắn chính là đế tọa dù sau khi tới nơi này thì bị áp chế nhưng thực lực tu vi của bản thân hắn quá cao thân là đệ nhất võ đạo đại đế thì thân thể của hắn phải mạnh mẽ như thế nào chứ đế dịch nguyệt cũng nhảy xuống thuyền không khỏi khẽ ổ lên một tiếng nàng cũng hóa thành người giấy nhưng tu vi của nàng vô cùng mạnh mẽ pháp lực vận chuyển lập tức khôi phục lại như thường thánh nhân tiểu phu cũng nhảy xuống thuyền bù một tiếng biến thành người giấy nhưng hắn lại không cách nào đột phá được áp chế lắc lư bay về phía trước sau đó tần mục đi ngang qua hắn nhàn nhã tản bộ thân thể không hề biến hóa chút nào tần mục quay đầu cười một tiếng với hắn thánh nhân tiểu phu giận dữ nhất chiếu diều bằng giấy lên chém chiếc diều chạm vào người tần mục sau đó bị gãy cong không hề có chút sức mạnh nào tu vi của lão sư quá thấp tần mục lắc đầu bước lên phía trước thánh nhân tiểu phu tức giận đùng đùng đi theo hắn xách theo cái diều giấy lớn bi bẻ cong trong lòng bực bội tần mục vốn không dựa vào pháp lực của mình để đột phá áp chế của lĩnh vực thần thức vô thượng mà là hắn quá hiểu lĩnh vực thần thức vô thượng thậm chí bản thân sẽ thúc giục lĩnh vực đó đương nhiên lĩnh vực của hắn không bằng thái đế nhưng lĩnh vực thần thức vô thượng của thái đế cũng tồn tại rất nhiều tai hại vì thế hắn có thể không bị áp chế nhưng quả thật tu vi của thánh nhân tiểu phu không đủ mấy người càng lúc càng đến gần vách đá đột nhiên thi thể của một cung nữ dưới lá cửa lai động tim tần mục nảy lên thúc giục pháp lực khẽ thốt một tiếng chỉ thấy nén gương cắm trên trán những cung nữ đó khẽ run lên thi thể lập tức đứng yên thiên sư võ đấu nhanh chóng bước về phía trước chỉ nhìn thấy hương đốt trên trán của những cung nữ kia đột nhiên cháy nhanh, trong nháy mắt đã cháy hết, trò hương rơi xuống, võ đạo đại đế, thi thể có vấn đề, tần mục vội vàng kêu lên, thiên sư võ đấu chạc trà đã đến bên cạnh mấy thi thể đó, đột nhiên những cỗ thi thể lập tức đứng phát dậy dưới lá cờ, tần mục vội vàng phi thân tới, những nén hương của hắn không đơn giản chỉ là đâm chết những cung nữ đó, những nén hương này cũng có tác dụng khóa chặt thân xác của mấy cung nữ đó, nơi đây là lĩnh vực thần thức vô thượng, thứ bao phủ đều là thần thức của thái đế hắn lo lắng thần thức của thái đế sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào trong những thi thể đó vì thế mà dùng hương để trói chặt thi thể lại nhưng bây giờ những nén hương này đột nhiên cháy hết hiển nhiên là thần thức của thái đế đã tiến vào trong thi thể của những cung nữ này ký sinh trong đó dùng thần thức khủng khiếp để đột phá sự chấn áp của tần mục thiên sư võ đấu xếp chặt từng quyền dáng vẻ như lão nông bán mặt trời đất bán lưng cho trời này vẫn chưa ra tay quyền ý của hắn xuyên thủng bầu trời xé tỏa trời cao hắn tung ra từng quyền từng quyền những cung nữ đó đột nhiên đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn phát ra tiếng gào thét chói tai thần thức khủng khiếp trào ra hóa thành đại la thiên trước mặt bọn họ một quyền của thiên sư võ đấu đánh vào trung tâm của đại la thiên ầm 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 một loạt tiếng nổ lớn chuyển đến cái đầu của mấy cung nữ đó dường như lập tức nổ tung tinh thần quyền ý của hắn thật sự quá mạnh một quyền tung ra lập tức khiến thần thức thái đế nổ tung thần thức thái đế trong người những cung nữ đó bị nghiền nát đầu của bọn họ trướng căng đến phát nổ thiên sư võ đấu chạc trà thu quyền những cung nữ không đầu đột nhiên đó nhảy dựng lên nhảy xuống vách núi thiên sư võ đấu dưỡng sờ vội vàng đi tới mép vách núi chỉ thấy những cung nữ không đầu lơ lửng trên không trung chậm rãi trôi về phía trung tâm của đại lục hình hoa sen này mấy người đĩ dịch nguyệt vội vàng lên đỉnh vách núi nhìn xuống tần mục cũng tới đây nhưng lại nhìn thấy trong cái túi giữa eo của những cung nữ không đầu kia nở ra từng món bộ phận linh kiện thần binh cực lớn đang từ từ lắp ráp lại giữa không trung không hay rồi tần mục giật mình vội vàng nói thái đế sắp thoát ra rồi chúng ta phải rời đi nhanh. Đế dịch nguyệt cười nói, tốc độ tổ hợp bộ phận linh kiện của thần binh chậm như thế, chỉ cần thu lại những thứ đó thì hắn không thể thoát ra được. Nàng bước ra một bước, vừa rời khỏi vách núi thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tốc độ dung hợp thần binh tăng nhanh hơn mấy chục lần. Nàng chỉ vừa mới bước ra một bước, thiên sư võ đấu chạc trà đã đưa tay ra túm lấy nàng, định kéo nàng vào lại, không ngờ tu vi của đế dịch nguyệt còn cao hơn cả hắn, khiến hắn bắt hụt một cái. Thiên sư võ đấu vội vàng chạy về phía trước, lúc này, hắn cũng nhận thấy một cảnh tượng kỳ lạ trong mắt hắn động tác của đế dịch nguyệt trở nên cực kỳ chậm chạp nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn về phía vách núi lại thấy tốc độ của những người trên vách núi đó lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng được hắn lao tới đế dịch nguyệt tốc độ của đế dịch nguyệt càng lúc càng bình thường lại còn tốc độ của những người trên vách núi lại càng lúc càng nhanh tần mục lấy thái đế ấn và tế đàn thái đế ra đứng trên tế đàn bay về phía họ kéo bọn họ lên tế đàn lúc này thiên sư võ đấu và đế dịch nguyệt mới phát hiện mọi thứ xung quanh đã bắt đầu trở lại bình thường tần mục nhìn bộ phận thần binh đó liền thấy thần binh đã đan sen vào nhau rồi không cản kịp rồi tần mục thúc giục tế đàn bay tới vách núi trầm giọng nói thái đế chuyển thế tường thiên tôn đã đến vùng đất thái hư chắc chắn nàng đang ở gần đây chúng ta còn không đi thuyền bỉ ngạn cũng không bảo vệ được mọi người nhanh chóng bay đến vách núi lao đến thuyền bỉ ngạn tần mục quay đầu lại nhìn chỉ thấy những thần binh đó móc vào nhau hóa thành một quả cầu cực lớn xung quanh quả cầu đó lạc ấn nhiều phù văn kỳ dị trong lĩnh vực thần thức vô thượng xoay chuyển không nhanh cũng không chậm từng phủ văn sáng lên nối tiếp nhau chiếu rọi vào bên trong lĩnh vực đế thích thiên khởi động thuyền bì ngạn lái ra bên ngoài tốc độ của thuyền bì ngạn dần dần tăng lên tần mục lại nhìn vào trong lĩnh vực thần thức vô thượng nhìn thấy quả cầu đó bắt đầu lan dần không ngừng chuyển động quanh cơ thể của thái đế nhưng quỹ đạo lại chẳng hề lặp lại quả cầu đó vừa lăn vừa chiếu càng nhiều ấn ký phù văn đó vào trong lĩnh vực trải qua nhiều năm như vậy rồi cuối cùng thái đế cũng phá giải được trận thế mà lăng thiên tôn và vân thiên tôn bố trí cũng rất hiếm thấy hắn vừa nghĩ đến đây đột nhiên sắc mặt lập tức thay đổi cất cao giọng nói thuyền bình ngạn ẩn vào hư không đế thích thiên lý du nhiên toàn lực thúc giục thuyền bình ngạn con thuyền to lớn này ẩm ẩm lái vào trong không trung mà ngay lúc này trong đại lục hình hoa sen lĩnh vực thần thức vô thượng đang bao phủ lấy cơ thể của thái đế đã bắt đầu chuyển động điên cuồng lúc này tốc độ lão hóa của những tộc trường trưởng lão tạo vật chủ bất động trong lĩnh vực nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường còn vết thương trên người thái đế cũng bắt đầu tự động hồi phục âm uhm, Tân tần mung nhìn thấy thái đế giơ lòng bàn tay lên giang hai ngón tay ra với lấy thuyền bỉ ngạn từ phía xa cùng lúc này thuyền bỉ ngạn xuyên vào hư không biến mất khỏi thế gian này một lát sau hư không vỡ tan mọi người và phong đô trên thuyền đều xôn xao quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy năm ngón tay lớn giả nuôi dương rộng ra còn to lớn hơn cả thuyền bỉ ngạn giữa năm ngón tay có bóng mây và tia chớp vân tay nổi trên những đầu ngón tay trông như mấy khe rãnh, càng đến gần, khe rãnh càng sâu, giống như vực thẳm. Thái đế xứng đáng được tạo vật chủ tôn vinh là sự tồn tại vật chất mạnh nhất trong lịch sử. Tất nhiên trong lòng tần mục, thân xác của thiên đế thái sơ mới là thân các mạnh nhất. Tốc độ của bàn tay to lớn này rất nhanh, nháy mắt đã sắp bắt được thuyền bình ngạn. Thiên sư võ đấu trà trà tức giận gầm lên, nổi trận lôi đình, hai quyền từ trên thuyền bay lên, xông về phía bàn tay to của thái đế. Đế dịch nguyệt, điền thục, diêm vương, ngư phu, thanh hoàng và đế thích thiên cùng nhau hướng về phía bàn tay to đó thánh nhân tiểu phu thu dìu lại cũng muốn xông lên nhưng lại bị tần mục kéo trở về lão sư ngươi đừng có mà đi góp vui tần mục bất lực nói tu vi của ngươi quá thấp đi xem thử xem lò đan đốt thế nào rồi hỏa lực có đủ chưa nếu như chưa đủ thì cho thêm ít dược thạch thánh nhân tiểu phu tức đến bật cười đột nhiên dao động cực kỳ khủng khiếp xảy ra thiên sư võ đấu đổ máu bay ngược trở về cho dù là võ đạo thần thông của võ đạo đại đế ngang ngược nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng lay động đầu ngón tay của bàn tay to đó mà thôi đế dịch nguyệt vội lao đến phất tay áo lên cuộn thiên sư võ đấu lại đưa hắn ta trở về hai tay áo của đế dịch nguyệt tung bay thần thông xuất thần nhập hóa cho dù là đại thần thông tứ cực thiên của tứ đế hay là những đạo pháp thần thông cổ thần khác nàng đều có thể dễ dàng nắm bắt được cho dù là đại đạo thần thông của thổ bá u đô cũng không thể làm khó được nàng. nàng có tài năng hơn người thậm chí còn lĩnh hội được nhiều công pháp đế tọa chứ không phải chỉ học được công pháp đế tọa. Nàng ấy ở thời đại khai hoàng, chỉ đứng sau khai hoàng tần nghiệp là sự tồn tại có thể tranh đoạt vị trí khai hoàng với tần nghiệp. Tuy nhiên nàng ấy đã chết được hai vạn năm, nàng ấy bị âm thiên tử âm thầm tính kế ám sát, mặc dù tần mục đã hồi sinh nàng ấy, nhưng dù sao cũng đã bỏ lỡ hai vạn năm. Thần thông của nàng ấy đụng phải bàn tay lớn kia, hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm, ngay sau đó thần thức quấy động trong bàn tay to kia xâm nhập vào thần thông của nàng ấy, đánh tan thần thông sắc mà đế dịch nguyệt chờ thay đổi thiên sư võ đấu trạc trà lập tức chắn trước mặt nàng ấy dùng lực phá vỡ vạn pháp một trưởng oang tạc thần thức đại la thiên mấy người đế thích thiên thanh hoàng điền thục và diêm vương vội bay đến lại thấy bàn tay đó đã hóa thành nắm đấm nắm đấm cực lớn đón lấy nắm đấm của thiên sư võ đấu một lớn một nhỏ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ khôn cùng trạc trà nôn ra máu ngã xuống một lần nữa phật quang quanh người đế thích thiên bùng cháy mãnh liệt công pháp chiến đấu của phật đạo bùng nổ diêm vương vừa cởi áo choàng ra hư không chợt tối xuống kiếm thần xuyên ra khỏi bóng tối cơ thể thanh hoàng dung chuyển hóa thành thanh long vô cùng to lớn chỉ cảm thấy cơ thể của hắn như nối liền với núi cao nhấp nhô không ngừng Điền thục cán chặt răng cổ họng khô khốc muốn uống rượu nhưng không có rượu để uống đành phải căng ra đầu nâng đao thần đế khuyết sông lên cùng lúc đó thuyền bỉ ngạn trở theo phong đô dùng tốc độ nhanh chóng bay vào trong hư không nhưng ngay sau đó một sóng dao động khủng bố ập đến mấy người điền thục Thanh Hoàng và Diêm Vương bay trở lại, đâm vào giữa phong đô ở trên thuyền, theo quán tính trở xa hàng trăm dặm vẫn không có xu hướng dừng lại, chỉ còn thiên sư võ đấu và đế dịch nguyệt vẫn đang ngăn cản công kích của bàn tay lớn kia. Cánh tay của thái đế dường như vươn dài đến khoảng cách vô tận, bàn tay đó của hắn ta giống như quyền lại giống như câu, giống như trưởng lại giống như ấn, giống như trẻ xuống lại giống như chặt ra, giống như gọt chém lại giống như bắn ra, khiến cho thiên sư võ đấu và đế dịch nguyệt khó bể ứng phó. Đột nhiên, thiên sư võ đấu chạc trà lại nôn ra máu, bị đánh bay trở về đập vào trên thuyền rồi tự bật lên lại đập xuống dưới lan lộn liền mấy vòng không biết bay bao xa mới dừng lại được ngư tam đa vội vàng chạy tới đang định kiểm tra sinh tử của lão gia nhà mình đã thấy chạc trà nghiến răng lật người nhảy đến trên lưng mình hét lớn tam đa liều mạng với hắn lão gia đứng vững trong miệng ngư tam đa thét dài một tiếng thân hình điên cuồng phóng lớn đột nhiên đứng lên biến thành võ đạo ma vương thân người đầu bò cả người cơ bắp cuồn cuộn từng khối cơ bắp chống đỡ vẻ rồng màu xanh đứng thẳng lên huyết dịch của lão ngưu sôi trào bắn ra từ trong cơ thể khí huyết giống như huyết long quấn quanh người mà chạc trà tách hai chân đứng trên hai chiếc sừng nhọn hoắt giống lên một tiếng quần áo trên người bị xé ra thành bốn năm mảnh cơ bắp cuồn cuộn giống như một con rồng lớn đang qua lại dưới lớp da thịt vậy vừa nãy hắn còn mang dáng vẻ như một lão nông nhưng hiện tại lại như trẻ ra mấy chục tuổi từ ông lão biến thành một người thanh niên trẻ trung vạm vỡ mình đầy gần guốc khí huyết cuồn cuộn, cuộn tái hiện lại dáng vẻ năm đó dốc sức phấn đấu cùng khai hoàng dùng mạng đổi mạng không hề sợ hãi sở dĩ hắn biến thành dáng vẻ lão nông là do trái tim đã giả cỗi kể từ khi khai hoàng bỏ rơi chúng sinh nguyên giới lựa chọn không chiến đấu trốn tránh không lo chuyện gì nữa chạc trà lập tức giả đi trở thành một lão nông chỉ biết trồng cây đánh văn thiên các nhưng bây giờ khi đối mặt với bàn tay lớn của thái đế hắn đã nhen nhóm lại khí huyết của trước kia ngư tam đa cất bước tiếng gào giống vang dội như sấm sét bước vài bước lao tới mép thuyền bì ngạn nhún người nhảy vọt tới trước lao thẳng về phía bàn tay của thái đế đế dịch nguyệt bay về phía trước bị đánh trở về năm ngón tay của chạc trà tách ra nhẹ nhàng đỡ sau lưng nàng ấy hóa giải sức mạnh của thái đế trầm giọng nói cảnh giới lăng tiêu cùng với cảnh giới đế tọa thì lên ngư phu với tiểu phu các người trở về đi thiên sư ngư phu hàn đường cất cần câu đi kéo lấy thánh nhân tiểu phu khuôn mặt thánh nhân tiểu phu đỏ bừng nhấc cây rượu lớn nói ta có thể đánh một trận đám người đế thích thiên thanh hoàng và điền thục lại xông về phía trước Tất cả đều nhất trí đồng lòng, đứng chắn trước bàn tay lớn kia, đủ các loại sát chiêu không ngừng phóng ra, nhưng vẫn bị ép cho phải lùi về phía sau. Đúng lúc này, trong hư không có một cái đầu khổng lồ từ từ nhấc lên, cắm vào trong hư không, lộ ra khuôn mặt khổng lồ của thái đế, còn lớn hơn so với bàn tay kia. Đôi mắt của hắn ta từ từ mở ra, hai mắt sáng ngời như hai vòng mặt trời thiêu đốt trong hốc mắt, chính giữa mi tâm của hắn tách ra, lộ ra một cái động sâu. nơi này vốn là nguyên thạch thái sơ, thế nhưng nguyên thạch đã bị Cung Vân Thần Vương đánh vỡ thánh nhân tiểu phu đứng trên thuyền vội vàng nhìn xuống chỉ thấy ở trong đại lục hình hoa sen cơ thể của thái đế bị trói buộc vẫn đang cố gắng thoát ra giữa đôi chân cực kỳ to lớn của hắn từng cái rễ một cắm sâu vào đại lục hình hoa sen nối liền với thái hư khiến hắn ta trong chốc lát khó có thể thoát ra một tay còn lại của thái đế nhấc lên tham dò vào hư không trong lòng mọi người không khỏi tuyệt vọng đúng lúc này tần mục nhún người nhảy lên thánh nhân tiểu phu vội vàng đưa tay ra bắt lấy nhưng vẫn chậm một bước đám người đế dịch nguyệt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực nhưng đúng lúc này một bóng người nhỏ bé bay qua bọn họ trên tay cầm một cây châm bằng gỗ đào cây châm lóe sáng ngón tay vẽ tranh tấn công về phía thái đế mục đệ đệ đế dịch nguyệt vội vàng kinh ngạc vội vàng đuổi theo tần mục đột nhiên thái đế vung tay lên quát dừng tay tần mục dừng lại trong tay vẫn cầm châm gỗ đế dịch nguyệt cũng đuổi kịp hắn chặn ở trước mặt hắn ánh mắt thái đế rơi vào cây châm trong tay tần mục giọng nói hơi khàn khàn ngươi học được rồi tần mục gật đầu cười nói học được rồi vậy thì bán cho ngươi một phần mặt mũi khuôn mặt to lớn của thái đế lộ ra ý cười cười ha ha nói chúng ta không phải là kẻ địch sống chết với nhau không cần nhất thiết phải ngươi chết ta sống ta không trêu chọc ngươi ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta chúng ta nước sông không phạm nước giếng mục thiên tôn ngươi thấy thế nào tần mục cười nói ta cũng có ý này thái đế bệ hạ thoát khỏi trói buộc đây là chuyện vui lớn mười thiên tôn biết chuyện nhất định sẽ rất vui mừng phấn khởi đến phát khóc nếu đã như vậy tại sao thái đế lại không rời khỏi thái hư đi bên ngoài thăm thú thế giới muôn màu mấy người trạc trà đế thích thiên và thanh hoàng vội lao đến lần lượt đi đến bên người tần mục bảo vệ hắn ở trung tâm mặt thái đế xa sầm cười lạnh nói mục thiên tôn ngươi đang đe dọa ta tộc tạo vật chủ phải bị tiêu diệt ta có thể không làm gì ngươi nhưng tạo vật chủ ở thái hư phải chết ta đã nhiều một bước ngươi đừng có lại muốn tiến thêm một thước ngươi có biết ta đã phá bỏ danh giới thần thức nghịch hành vô thượng, ta không hề sợ ngươi. Tần mục cười nói, đương nhiên ngươi không sợ ta, nhưng ta cũng không sợ ngươi, ta không có bản lĩnh đối phó với những thiên tôn khác, nhưng đối phó với ngươi, ta có thể kéo ngươi cùng vào thần thông bất dịch, để ta và ngươi cùng sống cùng chết, một vòng tuần hoàn vô tận, tường thiên tôn, chỉ cần ngươi không đụng vào thái hư, ta sẽ để ngươi rời đi, nếu ngươi động vào thì chúng ta sẽ tuân theo lời thề khi kết bái, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sắc mặt thái đế ngày càng âm trầm ngươi không có thực lực của lang thiên tôn không thể kéo ta cùng chết chung được ngươi chẳng qua hắn ta đột nhiên ngừng lại tân bục khởi động cây châm gỗ đảo của lang thiên tôn khiến hắn ta cảm thấy một loại cảm giác khủng bố xuyên thẳng vào tim được rồi ta với ngươi là huynh đệ kết nghĩa ta là huynh trưởng vậy ta lui một bước rời khỏi thái hư cơ thể của thái đế chìm dần xuống biến mất khỏi thái hư mấy người đế dịch nguyệt trạc trà thanh hoàng và diêm vương nhìn nhau thấy thái đế thật sự rời đi nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn phá bỏ lục hình hoa sen mà trực tiếp rút đại lục này ra khỏi đất thái hư chân đạp lên đại lục hình hoa sen gào thét bay đi không bao lâu đã biến mất tần mục lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọng nói cũng may mặt mũi ta lớn nếu không hậu quả sẽ rất khó lường nói như vậy tường thiên phi lúc này đang ở trong trận doanh trên thiên đình tên lẳng lơ thay thế này mấy người nhìn ta làm gì đám nghịch tà gây rối này muốn làm phản sao đừng để ta dẫn đại quân thiên đình tiêu diệt đám phần tử xấu các ngươi đám người đế dịch nguyệt Trạc Trà, Thanh Hoàng và Diêm Vương đánh cho Mục Thiên Tôn đang la hét muốn tiêu diệt tám nghịch tạc gây rối bọn họ cho một trận ngay trước mặt Thánh Nhân Tiểu Phu, đánh đến mặt mũi sưng phù. Ngư Tam Đa cũng nhân cơ hội đạp hai đạp, Tần Mục bị đánh đến tàn nhẫn, đi tìm Thánh Nhân Tiểu Phu tố cáo thì thấy Tiểu Phu đang lao vết máu dính trên nắm đấm. Nhìn thấy hắn đi tới bèn vội vàng giấu tay ra sau. Đồ nhi ngoan, ngươi đừng lúc nào cũng chọc giận bọn họ, rất dễ bị ăn đòn đấy. Tiểu Phu tốt bụng khuyên nhủ hắn. Tần Mục cười lạnh, Thánh Nhân Tiểu Phu không hề thay đổi sắc mặt nói. Ngươi thật sự có kéo thái đế cùng chết sao? Tần mục gật đầu, thật đáng tiếc. Thánh nhân tiểu phu thở dài, đáng tiếc là lá gan thái đế nhỏ, nếu không có thể dùng một đá giết hai con chim, một mũi tên trúng hai đích, một nhát có thể giật trừ hai cái tai họa. Tần mục cười lạnh nói, sư phụ, ngươi cũng chỉ có thể chiếm hời của ta bằng miệng thôi, ta muốn đánh ngươi, không cần động tay động chân, không cần động não động thân, chỉ cần một ngón tay là đủ. Thánh nhân tiểu phu cảm thấy vừa rồi mình đã đánh nhẹ rồi người thực sự không đi gặp khai hoàng mà tới trận doanh thiên đình sao hắn ta hỏi tần mục gật đầu nói các ngươi và khai hoàng là bạn cũ ta đi cũng chỉ có thể làm hậu bối đi rồi cũng mệt tâm ta trở về trận doanh thiên đình còn có thể làm thiên tôn trên danh nghĩa còn không vui sao ta vốn lo lắng cho sự an toàn của các ngươi hộ tống các ngươi đến thái hư an toàn ta cũng nên đi rồi trong lòng tiểu phu rất khó chịu nhưng không thể không thừa nhận lời của tần mục rất có lý nếu không có tần mục hộ tống thì chỉ sợ đoàn người của bọn họ sẽ bị tiêu diệt toàn quân ta đi đây tần mục vẫy vẫy tay đang định rời đi đột nhiên dừng lại quay đầu nói sư phụ người dốc sức dạy dỗ đại sư huynh còn dốc sức dạy dỗ tam sư đệ nhưng lại chưa từng tận tâm dạy dỗ ta thậm chí còn không dạy ta bất cứ điều gì bây giờ ngươi đã nhìn thấy bản lĩnh của ta có bao giờ ngươi hối hận vì đã không dạy ta thật tốt không tiểu phu cười lời ngươi nói giọng điệu này chẳng khác gì lời nói vì sư phụ bất công mà phản bội sư môn mà quay lại giết sư phụ vậy tần mục nghiêm mặt nói ta chỉ hỏi sư phụ có từng hối hận không thánh nhân tiểu phu thản nhiên lắc đầu nói chưa từng hối hận tần mục hơi giật mình tiểu phu nghiêm mặt nói ta dạy dựa theo năng khiếu của mỗi người nên ta biết phải dạy ngụy tùy phong cái gì dạy giang bạch khuê cái gì chỉ có ngươi là ta không biết nên dạy gì ngươi có bá thể độc nhất vô nhị trời sinh anh minh thần võ thông minh sáng suốt mới học mà đã hiểu sâu nếu như ta ép buộc dạy dỗ ngươi trái lại sẽ chậm trễ ngươi quả nhiên như ta dự liệu ngươi giỏi hơn sư huynh sư đệ ngươi rất nhiều Ta rất vui, trên mặt tần mục hiện lên ý cười, ta đã biết nguyên nhân sư phụ không muốn dạy ta chính là cái này mà. Ta đi đây, thánh nhân tiểu phu nhìn hắn đi xa, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, tiểu tử này lúc nào cũng mang dáng vẻ khi sư diệt tổ, nếu ta không định nọt hắn, không biết chừng đã chém ta rồi, nhưng cũng phải nói. Hắn ta cất tiếng cười, đây cũng là đệ tử xuất sắc nhất của ta. Mấy người đế dịch nguyệt, trạc trà, thanh hoàng và diêm vương đi tới bên cạnh hắn ta, đế dịch nguyệt tò mò hỏi, văn thiên các, đệ tử này của ngươi thật sự có mặt mũi lớn như vậy bảo được thái đế rời đi ư ừ. mặt mũi ngang bằng với bản lĩnh không có bản lĩnh lớn như vậy thì cũng không có mặt mũi lớn như thế tiêu phu cười nói thái đế rất kiêng rè tạo vật chủ ở thái hư mà chúng ta lại muốn liên thủ với tạo vật chủ nên hắn muốn loại bỏ chúng ta mục thiên tôn có bản lĩnh cùng sống cùng chết với hắn vì vậy thái đế mới cho mục thiên tôn phần mặt mũi này không phải thái đế thực sự không muốn giết chúng ta thiên sư võ đấu chạc trà lo lắng nói hắn thực sự muốn trở lại phe cánh thiên đình sao Hắn không sợ bị người ta giết chết ở đó à? Thiên Đình và Thái Hư đã bắt đầu chiến tranh, chết trên chiến trường là chuyện bình thường nhất, giết hắn ở đó là chuyện không tốn sức nhất." Vẻ mặt Tiêu Phu bình tĩnh, lắc đầu nói, "Trước kia còn có thể giết hắn, hiện tại, muốn diệt trừ Mục Thiên Tôn không dễ dàng như những người đó tưởng tượng." Trong lòng mọi người đều tràn ngập cảm khái, lúc mới gặp tần Mục hắn chỉ là một cường giả thần thông nhỏ bé, không ngờ bây giờ đã bước vào danh giới tranh đoạt với thế hệ trên, không thể dễ dàng coi thường. Thiên sư Ngư Phu nói, người trong thiên đình còn không biết hắn đã trưởng thành đến mức này. Đợi đến lúc cường giả trong thiên đình phát hiện ra điều này, lại đợi đến khi bọn họ chấp nhận chuyện này, không biết trong khoảng thời gian đó có máu chảy thành sông máu không đây. Thuyền bì ngạn lái ra khỏi hư không, xuất hiện phía trên thái hư, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thần nhân nâng theo quan tài từ xa bay đến. Trong quan tài có một lão già đang ngồi, thấy bọn họ thì kích động đứng dậy, vẫy tay chào, đám người tiểu phu cũng rất kích động, sóng lòng chào dâng không ngừng. Đã hai vạn năm rồi, chiến hữu năm nào cuối cùng đã gặp lại, mà ở nơi xa xôi, một đế hoàng trung niên đứng trên cổng thành, nhìn về phía thuyền bình ngạn đang tiến đến càng lúc càng gần. Mấy người tiểu phu nhìn khai hoàng tần nghiệp với vẻ mặt phức tạp, một lúc sau mới đi về phía trước cúi đầu thi lễ, văn thiên các cùng các chiến hữu cách biệt hai vạn năm, khẩn cầu người trở về, đế dịch nguyệt cúi đầu, tội thần đế dịch nguyệt, khẩn cầu người trở về, thiên sư võ đấu cúi đầu, bại tướng chạc trà, khẩn cầu người trở về, đế thích thiên cúi đầu đào binh lý du nhiên khẩn cầu người trở về diêm vương cúi đầu tiết độ sứ phong đô tần phong trấn giữ biên quan hai vạn năm đến báo cáo công việc kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người